Hello chị Tình Nguyễn. Còn xe sữa giảm cân không chị? Còn chị Tình Nguyễn à, sữa giảm cân vẫn còn á. Chị có lấy thì lấy nha. Sữa giảm cân tóc đẹp. Thank you chị Lê Hương. mỗi lần về Việt Nam là đều một cái. Vừa uống thuốc giảm cân vừa uống sữa giảm cân được không chị? Được chị. Tại có nghĩa là hello chị Thanh My Nguyễn, thank you chị Thanh My Nguyễn. Tại vì chị biết sao không, thuốc giảm cân thì chị sẽ uống vào trước cái bữa ăn của mình, còn sữa giảm cân thì chị sẽ uống vô cái buổi sáng hoặc là cái buổi tối, cái bữa đó là chị không có cái bữa mà mình không có ăn á, thay vì mình nhịn đói á thì mình bị lả người mệt, rồi nhiều khi mình ăn nhiều hơn nhưng mà không có đủ cái năng lượng cho mỗi ngày đó, thì mình sẽ uống cái sữa giảm cân vô thay thế cho cái bữa ăn của mình. Cho nên không có sao đâu. Chị cái buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ thì không có ăn, thì chị sẽ uống cái sữa giảm cân nha. Thì chị sẽ uống cái sữa giảm cân đó ha. Vẫn còn sale á. Rồi, em thông báo là hôm nay mình sẽ sale mắt kính. Mắt kính thì trước giờ đều là giá là 500 ngàn một cái. Chị Tình Nguyện lấy sữa giảm cân là vani hay là sô-cô-la hay là dâu. Nó có ba hương, một hương là vani, một hương là sô cô la, một hương là dâu ha. Chị lấy là cái vị nào mà mình thích, thì mình thích uống dâu thì mình lấy dâu, thích uống sô cô la thì lấy sô cô la, còn học là vani nha. Rồi em chốt cho chị Tình Nguyễn ha. Hello chị Trúc Huỳnh, dễ uống không chị? Sữa giảm cân thì em chưa có uống qua, nhưng mà khách của mình uống thì nó cũng dễ uống chứ không có khó uống. Đây nè, sữa giảm cân là cái hộp này nè. Ủa chị Mai ơi, chị Mai uống cho sữa giảm cân này chưa? Chị Mai uống chưa? À rồi, ta một ly rồi. Uống một ly rồi. Cái điện thoại không để nó mát. Nó vị nó làm sao lại cái vị ra đi ngon lắm, ngọt không? Nó hơi ngọt ngọt hả? Em thì chưa có uống qua cái sữa giảm cân, nhưng mà chị Hai em có uống á, thì chị Hai nói á là ngon, nó hơi hơi ngọt ngọt đó. Thì chị ruột của em á, chị Hai có uống cái sữa giảm cân này rồi nè, mới vừa hỏi chị Hai có uống không. Hỏi chị Hai ngon không, chị Hai kêu ngon, ngọt ngọt. thì nó có ba hương vị. Hộp sữa giảm cân này đó nó là 650 một hộp đó, nhưng mà cái đợt này em mang về em canh cái giá sale của nó, cho nên đợt này sale được rẻ nhất từ trước tới giờ. Từ trước tới giờ, cho nên cái giá của hôm nay em bán 550 hay 500 ta, hình như maybe hình như là bữa trước em bán, thôi bữa nay sale là 500 đi ha, bữa nay sale là 500. Con mèo hết pin hay sao mà không lắc tay nữa rồi? Ủa sao kỳ vậy? Đó, ông xã em mới vừa thay pin á, vậy là 500. Ông xã em mới vừa thay pin, cái ủa sao nó không lắc tay nữa, chắc là bị đụng, nó bị cứng. Ủa hết pin nữa rồi hả ta, sao mau hết pin vậy không biết nữa. Đã mai kêu ông thay pin tiếp, mới thay pin cách đây mấy ngày á. Rồi bữa nay nó không có quát khách cho mình hết. Rồi cái hộp sữa giảm cân này là 500, đây sale còn 500 một hũ ha. Một hũ là 430g. Mình sẽ thay thế cho bữa ăn của mình, nó cung cấp đủ vitamin khoáng chất, đủ cái năng lượng cho mình, không có bị thiếu chất, nhưng mà nó là cái sữa diet, cái sữa giảm cân. Giá đang sale là 500 ngàn một hũ, có 3 vị. Em chốt cho chị Tình Nguyễn là vị vani ha, hương vani nè. Đây là cái hương vani, hương sô cô la. Hương sô cô la uống cũng thơm, cũng thơm. Bữa nghe chị khách gì đó quên mất tiêu rồi. Với lại một cái là hương dâu. Đó. Chị nào muốn lấy thì các chị lấy, đang sale còn 500 một hũ. Em uống trước một hũ, ok vài bữa em mua tiếp. Dạ rồi, thank you chị Tình Nguyễn nhiều. Nó mỏi tay đấy. Có mắt kính cho bé không em? Mắt kính cho bé chị Thanh Kha Thi là bé trai hay là bé gái? Chị một hương vani, em chốt cho chị Trường Xuân. Uống sô-cô-la em sợ nóng.
Nóng thì không nóng đâu, cái vị thôi, nó là có cái vị sô cô la vô thôi cho nó thơm nó ngon thôi, chứ còn mình ăn nhiều hay là mình ăn quá nhiều đi nữa thì mới sợ nóng thôi, chứ còn cái này là cái hương sô cô la nó không có đến nỗi là nóng đâu. Em chốt cho chị Trường Xuân một hương vani nha. Hương vani còn hũ để đâu rồi, thank you chị Trường Xuân. Có gì em dồn vô receipt chung với chị Trường Xuân, bữa có cái mắt kính nữa, thank you chị nào lấy sữa giảm cân nữa thì các chị lấy. Em cũng tìm mắt kính cho bé gái nha chị, mắt kính cho bé thì không có nhiều, hũ này là hũ sữa giảm cân á chị, hũ sữa uống giảm cân nha. Giảm cân mình có viên, mình có trà, có sữa, kính nam thì ít thôi, kính nam thì ít. Đây có một cái kính cho bé trai nè, chị nào muốn lấy kính bé thì cái kính bé thì giá là 250 cái. Kính bé thì giá là 250 cái. Cái này á thì tầm khoảng cho bé khoảng từ hơn tuổi á, hơn tuổi trở lên cho tới khoảng 3-4 tuổi. Cho tới khoảng 3-4 tuổi. Cái này thì em lấy cho bên nhà em, nó đeo có hai màu nè. Cho chị có bán dầu nước xanh không chị, em lấy về bán. Chỗ chị có bán dầu nước xanh không chị? Có bán dầu nước xanh nha Tình Nguyễn ơi. Có kính bé trai 10 tuổi, kính bé trai 10 tuổi không có. Hôm qua chị có mua hũ collagen cô tiên mà sáng giờ chị không thấy gọi chốt đơn, có sót đơn của chị không? Rồi. Chị Trúc Huỳnh nè, hôm qua chị có mua cái collagen protein đúng không? Đợi em một tí xíu nha. Rồi để em ghi lại, để chút xíu nữa em hỏi nhung thử cái đơn của chị ha. Rồi chút xíu em hỏi lại Nhung cái đơn của chị rồi có gì ngày mai em báo cho Nhung, gọi điện chốt cho gọi điện cho chị ha. Dầu nước xanh có gì nhắn tin cho em nha. Ok Tình Nguyễn ha, có em có gửi thuốc cho chị luôn, gửi một bọc nho khô chùm nha. Rồi em chốt cho chị Nhiên Hoàng một ký nho khô nguyên cành ha, một ký nho khô nguyên cành ở bên mình giá là 610.000 một ký nha các chị nha. Đó là nho móng tay, nó là loại lớn, cái móng tay nó to, nó khi mà nó khô nó vẫn còn to, vẫn còn dài. Các chị nhớ chia sẻ livestream giùm em nha các chị nha. Hello chị Nguyễn Nhàn, thì có kính bé trai, có kính bé gái ha, có kính bé trai, có kính bé gái, nhưng mà kính bé thì không có nhiều đâu, kính bé thì ít thôi, nhưng mà có cái nào em sẽ dơ lên cho các chị coi cái đó. Ở đây kính bé trước rồi em lấy kính người lớn. Thu Hồng Tăng Nguyễn ơi, thấy em á, chị thấy em á, em có hỏi gì thì em cứ nhắn, có gì em gửi chung đơn cho chị Nhiên Hoàng luôn nha, thank you chị. Cho em xem bé gái nha chị. Rồi là mã số 1 ha. Này là kính bé nè. Chị tìm thuốc cho bé 10 tuổi bị cận thị. Chị Hải Phan tìm thuốc cho bé 10 tuổi bị cận thị đúng không? Nếu mà bé bị cận thị thì chị cho bé uống là fish oil dầu cá. Chị cho bé là fish oil dầu cá nha chị. Kính chị cầm đi ngày hả? À cái này á là cái này là kính kính thời trang á ha. Cái này là kính thời trang. Thank you chị Nhiên Hoàng. Nếu mà chị tìm thuốc cho bé bị 10 tuổi cận thị thì chị lấy cái này, nó hơi đắt tiền một tí xíu, nhưng mà nếu mà chị muốn á thì chị lấy cho bé cái loại này. Em bán nó có nhiều loại dầu cá, nhưng mà cái hàm lượng cao thì nó càng tốt. Cái uống mà cái hàm lượng cao thì nó càng tốt ha. Cái này á là cái hộp dầu cá nha, dầu cá của thương hiệu Sweet. Thì cái thương hiệu này là cái thương hiệu gia đình em uống, là em uống cái này, ông xã em uống cái này. Hồi mà em chưa có bán hàng online á, kể về một chút xíu về cái hộp dầu cá này nha. Hồi em chưa có bán hàng online thì mình không có rành về thuốc này nọ, thì em mới muốn cái mắt của mình đó, tại vì mình suy nghĩ cái đôi mắt của mình nó quan trọng lắm. Đến sau này mà nó mờ hay gì á thì nói chung chán lắm, mình cứ bảo vệ được đôi mắt của mình lúc nào thì được lúc đó. Em mới hỏi một người bạn ở Úc á, là bạn đó với ông xã bạn đó thì rất là sành về tất cả những cái thuốc hay là những cái vấn đề khác, thì hai bạn đó nói chung là gì cũng biết hết, giỏi lắm. Thì em mới hỏi bạn đó là uống cái dầu cá nào để bảo vệ cho mắt của mình, thì bạn nó mới chỉ là cái loại này. Nhưng mà chị mua cái hàm lượng nó là 1500 mg, cái hàm lượng nó cao á, thì chị uống về cái này ha.
xong rồi em lấy kính cho đợi một tí xíu, xong cái này em lấy xong rồi em lấy kính. Thì cái hộp này á nó có hai size, một size là 200 viên, size là 400 viên, nhưng mà cái size 200 viên em không lấy. Dầu cá là uống cho cả gia đình rồi uống hoài luôn, cho nên em lấy cái 400 viên. Thì cái này đang sale là 900 ngàn một củ. Cái này là thương hiệu Sweet, nó vừa đắt tiền mà cái dừa nó hàm lượng cao. Nó là dầu tự nhiên cho cái dầu cá omega 3 nè, bổ sung nó tốt cho não, cho tim mạch, cho mắt, đặc biệt là cái dầu cá bảo vệ cho cái đôi mắt của mình, cho bé cho tới người lớn luôn ha các chị ha. Cái này thì từ bé cho tới người lớn, từ từ khoan để em coi lại nha. Nè, từ 1 cho tới 12 tuổi á, thì mỗi ngày sẽ dùng một viên tại vì cái hàm lượng của nó cao. Còn người lớn thì mỗi ngày mình sẽ dùng 2 viên. Thì 1 cho tới 2 viên thì cũng được. 2 viên được, 1 viên được. Còn bé từ 1 cho tới 12 tuổi thì sẽ dùng một viên một ngày. Thì đây là cái dầu cá hàm lượng cao. Nếu mà bé nhà mình bị cận thị hay là bị giống như là mắt nó yếu, hoặc nó học nhiều, hoặc là nó chơi game, chơi máy tính, điện thoại đồ nhiều á, thì các chị sẽ lấy cái dầu cá này cho bé. Thì một hộp như vậy nó 400 viên đó nè, mà nó hàm lượng nó là 1500mg hàm lượng cao. Thì giá của cái hộp này á, giá sale là 900 ngàn một hộp. Chị nào muốn lấy thì các chị lấy. Cũng cái hiệu của Blackmore á, thì cũng là dầu cá luôn á, cái hàm lượng nó thấp hơn á, 400 viên thì 600 ngàn cũng có nha. Nhưng mà cái nếu mà bé nó bị cận thì chị lấy cho nó cái loại này. Chị ơi, Beauty Collagen không chị? Beauty Collagen á, thì giá là 570 ngàn hũ á. Ở đây đang sale là 570 ngàn hũ. Cái Beauty Collagen có hộp nhỏ không? Cái đó không có hộp nhỏ, cái đó chỉ có hộp 400 viên thôi. Tại vì từ dùng cho bé cho tới người lớn, cho tới người già, toàn bộ nam nữ, toàn bộ gia cả gia đình uống, cho nên dầu cá lúc nào người ta cũng làm hộp bự hết nha các chị nha. Thì cái đó là cái hàm lượng cao á, là em uống cái loại đó đó. Mở ra nó không có mùi tanh, tại vì nó khử mùi rồi. Cái dầu cá nó khử mùi tanh nên mở ra nó còn thơm thơm, nó còn thơm nữa. Cái đó thì cái viên nó là viên con nhậm dài dài như vậy nè. Dễ uống cái đó tốt lắm. Đúng rồi, hộp đó gọi là dầu cá bổ mắt đó. Nếu mà chị nào muốn tốt cho mắt của mình mà cái hàm lượng cao thì các chị lấy cái loại đó. Cái loại đó cũng không nhiều người biết và cũng không nhiều người bán đâu. Chẳng hạn như Blackmore hay là mấy cái Natural Out thì nhiều người bán, nhưng mà cái Sweet này thứ nhất nó vừa đắt tiền. Thứ hai nữa là em mua nó hàm lượng cao mà nó tốt, thì tại vì em uống cho nên nó em bán nhiều loại ở đây á, thì em bán luôn loại đó. Cái đó là cái loại tốt, 900 ngàn một hộp nhưng mà nó tới 400 viên. Các chị mua thì thực chất nó cũng không mắc, tại mình chia ra mình uống được lâu. Còn cái Beauty Collagen, cái hộp này 60 viên á, thì giá là 570 ngàn một hộp ha. Hai hộp á, thì 1.050.000 cho hai hộp. Chị Công Nguyễn muốn lấy thì chị lấy nha. Đó là cái collagen. Rồi em lấy tiếp mắt kính. Các chị muốn lấy thì các chị cứ nhắn lên đây rồi em chốt ở trên đây cho các chị ha. Này là kính bé nè, này là kính bé gái. Kính bé gái thì giá là 250 cái, bé trai cũng vậy, kính bé thì đồng giá là 250 một cái nha các chị nha. Cái này á, nó là cái mẫu beo, hạn sử dụng là năm mới vừa cất tức thì má lấy giùm con em á. Cái hộp dầu cá còn có hình như là năm 2022, 21 hay 22 gì đó. Để em coi lại cái đó. Cái này là mã số 2. À, đây. À, đây có rồi, quên, có để đây. Hạn sử dụng của nó là tháng 5 năm 2022 nha các chị nha. À, chị Lan Rừng một hộp bộ mắt kìa em. Chị Lan Rừng chị chốt một hộp bộ mắt này đúng không? Giá là 900 một hộp, 400 viên của hiệu Sweet nha. Em chốt cho chị Lan Rừng một hộp. Thank you chị Hướng Dương. Em không để ý cái tin nhắn. Sorry chị. Hạn sử dụng là tháng 5 năm 2022 thôi các chị ha. Còn lâu lắm. Mã số 2, kính cho bé 250 cái. Kính này á, kính cho bé này á, thì cái em đang cầm á, từ bé khoảng từ ha, cái này thì bé khoảng từ 2 tuổi cho tới 5, 6 tuổi. Dạ rồi, em chốt cho chị Rừng Lan rồi, thank you chị.
Cái này thì bé từ 2 tuổi cho tới 5-6 tuổi nha. Em chốt cho chị Dương Mai, số điện thoại là 298 đuôi một cái mắt kính cho bé mã số 2 nha. Thank you chị Dương Mai. Dạ rồi, kiếm giùm em một cái nha. Lấy cho em một cái cho bé 2 tuổi. Rồi ok. Ok, đợi một tí xíu. Rồi em lấy tiếp nha. Tiếp là cái này nè. Cái này thì bé khoảng tầm 2 tuổi là mang dừa nè. Chị nào thích cái này? Tình Nguyễn có thích cái này không? Chị Tình Nguyễn có thích cái này không? Cái này thì bé khoảng 2 tuổi mang dừa, là 2 tuổi là bằng Lina con gái của em á. Thì cái này khoảng từ tầm 1 tuổi trở lên ha. 1 tuổi mấy cho tới 3-4 tuổi thì các chị thì bé nhà mình nó đeo dừa nha, khoảng 3 tuổi. Em chốt cho chị hai kính bé trai và bé gái. Rồi lấy cái chốt cái này cho Tình Nguyễn ha. Bé đeo dễ thương lắm, con ly này em nó hay đeo quá. Cho chị hai kính bé trai và bé gái. Chị Trúc Huỳnh ơi, con của chị mấy tuổi cái đã nha chị? Con của chị mấy tuổi? Em chốt cho chị Hải Phan một hộp bổ mắt 900 ha. Thank you chị Hải Phan. Em á là em đang ngồi đây là ở Việt Nam nhưng em sống ở Úc nha chị Hải Phan ơi. Cái này cho giới thiệu một tí xíu nha các chị, là em sống ở tiểu bang Sydney ở Úc ha. Thì bình thường em vẫn live ở Úc, thì ở Úc thì khoảng tầm 10 ngày cho tới 2 tuần thì các chị mới nhận được hàng. Nhưng mà em mới về Việt Nam được hơn hai tuần một chút thì em ở đây cho tới qua Tết ta của mình rồi em mới quay lại Úc. Thì tất cả đồ ở đây á là em đều mang từ ở Úc về hết nha các chị nha. Cái dầu cá này là của Úc sản xuất ha, 100% của Úc sản xuất, Manor Trailer. Thì nó có cái gì, cái này là cái mã cost, thì các chị cứ về các chị cứ coi trên đó. Còn bình thường thì các chị cứ vô cái Quyên Hàn Quốc Sách Tay, hoặc là các chị cứ vô trang Lina Nguyễn Hàn Quốc Sách Tay, các chị kéo xuống từ hồi xưa em bán á, thì các chị sẽ thấy tất cả những món hàng của mình là từ ở Úc, là em bán từ Úc hết nha các chị nha. Cho nên các chị cứ yên tâm là đồ toàn bộ là em gửi về hết, chứ em mang về hết. Bé trai 5 tuổi và bé gái 9 tuổi. Bé trai 5 tuổi, bé gái 9 tuổi, đợi em một chút xíu. Thêm một kính cho bé 5 tuổi nha chị. Dạ rồi, đợi em một tí nha. Cho em xem kính bé đeo ban ngày. Đây nè, những cái kính này là đeo ban ngày nha. Thu Hồng Tăng Nguyễn ơi, những kính này là bé đeo ban ngày. Các chị chia sẻ live stream giùm em ha. Em chốt cho chị Hải Phan một hộp, số điện thoại là 978 đuôi. Thank you chị. Rồi, cái này là kính bé trai ha. Kính bé trai. Cái này đó thì nó là tráng gương. Bé lớn quá thì không có, bé trai 7 tuổi thì không có. Bé trai 7 tuổi thì hết rồi, không phải hết mà. Tại vì nó khoảng tầm từ 1 tuổi cho tới 4-5 tuổi thôi. Còn 6-7 tuổi, 8 tuổi này nọ nó ít lắm, nó ít hơn, nó không có. Cho nên này là kính bé nhỏ nhỏ hơn. Con sợ hàng giả. Thank you cô Phương Vy. Thank you cô Nhung. Bé trai 2 tuổi rưỡi hả chị? Cái này là bé trai 2 tuổi rưỡi là đeo dừa nè. Tại Ben ở nhà là Ben đeo từ lúc Ben khoảng tầm 2 tuổi. Bây giờ Ben là gần 4 tuổi, Ben vẫn còn đeo dừa. Thì có nghĩa là cái này thì từ bé từ khoảng tầm 1 tuổi rưỡi, 2 tuổi trở đi cho tới khoảng tầm 4 tuổi là đeo dừa nha các chị nha. Mã số 3. Cái bé trai này là mã số 3 ha. Cái kính bé trai màu cam, mã số 3, tráng gương. Bên ở nhà nó đeo đẹp lắm, dễ thương cực kỳ luôn á. Kính bé trước có một ít thôi, tại vì kính bé không có nhiều, có một ít thôi. Ở cái này chốt cho Tình Nguyễn mà, chị Tình Nguyễn nè. Mã số 3, cái màu cam đó là mã số 3. Mã số 4, cái này hơi bị đẹp luôn á. Nhưng mà cái này á thì bé khoảng từ tầm 2 tuổi cho tới bé khoảng từ 1 tới 4-5 tuổi nha các chị nha. Bé 2 tuổi cho tới 4-5 tuổi, mã số 4.
Chị nào muốn lấy cái này thì các chị nhắn giùm em là mã số 4 nha các chị. Mã số 4 đẹp ơi là đẹp luôn. Bé tầm từ 2 tuổi cho tới 4 năm tuổi là đeo được cái mã số 4 ha. Đó, mã số 4. Nó không có bị đau ở đây, tại vì em toàn cho con em đeo cái kính này không à, không có bị đau mà nó dễ chịu lắm. Mã số 4 nha. Mã số 5. Cái kính này thì bự hơn. Bé tầm khoảng từ 3 tuổi cho tới 6 7 tuổi thôi các chị ha. Bé khoảng tầm từ 3 tuổi cho tới 6 7 tuổi. Có 8 tuổi không? Hồng Hạnh 8 tuổi không có Hồng Hạnh ơi. Không có. Cái này khoảng 3 tuổi cho tới 7 8 tuổi cho bé gái ha. Mã số 6. Này là mã số 6 nha các chị nha. Kính bé không có nhiều đâu cho nên các chị đợi em kính bé xong rồi em lấy kính lớn. Mã số 4 bé gì chị? Mã số 4 á, thì bé này là khoảng tầm từ 1 tuổi rưỡi cho tới khoảng 3-4 tuổi. Cái này nè, khoảng 1 tuổi rưỡi cho tới khoảng 3-4 tuổi là đeo vừa. Là cái mã số 4. Này cho bé trai. Bé trai này khoảng từ 2 tuổi cho tới 5 tuổi nha các chị nha. Từ 2 tuổi cho tới 5 tuổi mã số 7. 2 tuổi cho tới 5 tuổi mã số 7 ha. Mã số 7 màu xanh đẹp lắm. 2 tuổi cho tới khoảng 5 tuổi. Mã số 7. Đây có kính, đây là có cái kính nam đây nè. Mã số 7 nha. Kính nam phải có ai hỏi mã số 7. Em chốt cho chị Trúc Huỳnh ha. Mã số 7 em chốt cho chị Trúc Huỳnh. Thank you chị. Mã số 8 màu hồng này thì bé gái lớn nè. Mã số 8 màu hồng này thì bé gái lớn. Bé gái cái này á thì bé khoảng tầm từ 4 tuổi cho tới khoảng 8 9 tuổi cho bé gái nha các chị nha. Kính của bé. Chị Malo hỏi em là kính của em mình xem lại mã số 6. Mã số 6 nè. Kính nam thì không có nhiều nhưng mà kính nam có nha chị. Kính nam không có nhiều nhưng mà kính nam có. Này em đeo thử cho các chị coi ha. Kính bé là 250 một cái, kính bé là 250.000 cái, còn kính người lớn là 450 một cái. Này thì bé khoảng từ 3-4 tuổi cho tới bé 8-9 tuổi cũng đeo, vẫn đeo vừa nha các chị nha. Bé 8-9 tuổi, 10 tuổi cũng đeo vừa. Mã số, hồi nãy em nói mã số mấy quên rồi. Mã số 9 nha các chị nha. Mã số 9. Cho em xem kính nam đi chị. Chị Dương Mai đợi tí xíu nha. Tại vì kính bé không có nhiều đâu. Em lấy kính bé trước rồi kính người lớn khoảng tầm 10 phút thôi là hết kính bé rồi. Này là kính bé trai nè. Cái kính bé trai này hơi bị đẹp luôn á. Xóa lại một. Cho chị kính xanh của bé. Cho chị kính xanh của bé. Mã số 9. Mã số 9 là chị Ngân Huỳnh lấy cái màu hồng đúng không? Em chốt cái màu hồng này cho chị Ngân Huỳnh ha. Mã số 9, thank you chị Ngân Huỳnh. Từ từ nha. Khoan khoan
Thank you chị. Khoan khoan từ từ. Chị Milo là cho chị kính xanh của bé. Kính đang cầm giá. Kính đồng giá là 250, cái là kính của bé, còn người lớn là 450. Chị Milo ơi, bé nhà chị là bao nhiêu tuổi vậy chị? Bé nhà chị là bao nhiêu tuổi vậy chị Milo ơi? Chị Milo là xả cái ao quên, chị Dương Mai á là chị xả cái kính mã số 2 là cái kính đầu tiên của bé gái đúng không? Xả kính mã 2 là chị xả cái kính của bé gái ha. Xả lại cho chị cái kính của bé gái nha. Chốt kính bé trai. Là chị chốt cái kính này của bé trai, cái kính này á, cái màu nâu này á thì giá là thì khoảng tầm từ tuổi rưỡi 2 tuổi cho tới khoảng 5 tuổi nha chị nha. Khoảng tầm tuổi rưỡi 2 tuổi cho tới 5 tuổi là đeo vừa chị nhớ nha. Em chốt cái kính nâu này cho chị Dương Mai ok chị. Cái kính nâu đó cho chị Dương Mai ha. Rồi. Kính bé thì đồng giá là 250 cái. Rồi có phải là chị Milo chốt cái kính xanh này không? Có phải chị Milo chốt cái kính xanh này cho bé trai không? Cái kính xanh này thì khoảng tầm tuổi rưỡi 2 tuổi. Kính xanh em vừa đưa lên ý là kính này đúng không? Của Carter. Cái kính Carter này á là 200, cái kính Carter này là 300 ngàn một cái nha. Chỉ đặc biệt đó, có một cái của Carter này thôi, em bán hết rồi. Đặc biệt có một cái của Carter này là khoảng tầm từ 3 tuổi cho tới 5-6 tuổi ha. Khoảng tầm từ 3 tuổi cho tới 5-6 tuổi là em chốt cho chị Milo. Milo cái kính Carter là 300 nha. Thank you chị. Nếu mà đúng thì chị nhắn giùm em chữ ok để em chốt cho chị nha chữ. Đây. Này là chị Milo nè. Thank you chị. Chốt cho em kính 300 hết rồi chị Tình Nguyễn ơi, hết rồi có một cái à, em bán hết rồi. Bán hết rồi. Kính nâu hết rồi, kính nâu có một cái thôi. Kính 300 hết rồi có một cái thôi. Rồi kính bé này hơi bị đẹp luôn, có một cái nha. Cái này á thì cho bé lớn, cái này á thì cái này đẹp cực kỳ luôn á, cho bé khoảng tầm từ 4 tuổi cho tới 7 8 tuổi ha, từ 4 tuổi khoảng 3 4 tuổi cho tới 7 8 tuổi là đeo cái kính này nha. Đẹp ơi là đẹp luôn á. Cái màu xanh ở đây, cái chốt ngay chỗ này nó làm cái hình con bướm nè. Kính này khoảng từ 3 4 tuổi cho tới 7 8 tuổi. Mã số hồi nãy là tới mã số mấy rồi? Giờ lấy là mã số 10 nha các chị nha. Kính màu hồng cho em xem. Ok, mã số 10 nha. Cái này là mã số 10. Mã số 10 nha các chị. Cho xem lại mã số 2 nè. Chị Trúc Huỳnh ơi, mã số 2 nè. Mã số 2 dễ thương lắm. Cái này thì bé khoảng tầm từ 2 tuổi cho tới 5-6 tuổi. Cái số 2 là bé từ khoảng từ 2 tuổi cho tới 5-6 tuổi nha. Là bé nó đeo dừa. Là mã số 2. Còn mã số 10 á thì bé khoảng tầm 3-4 tuổi cho tới 8-9 tuổi bé vẫn đeo dừa, 9-10 tuổi bé cũng đeo dừa. Kính bé gái cho chị xem là em đang cầm mã số 10. Em đang cầm là mã số 10 có một cái. Em chốt cho chị Bùi Thị Mỹ Lan nha. Thank you chị Bùi Thị Mỹ Lan. Bùi Thị Mỹ Lan mã số 10 nè. Cái màu hồng bé 5 tuổi dừa không chị? Cái màu hồng này là bé 5 tuổi đeo dừa nè. Cái màu hồng này bé 5 tuổi đeo dừa mã số 11. Chị Tình Nguyễn có lấy thì lấy nha. Này là bé gái 5 tuổi đeo dừa mã số 11. Có hai màu. Màu hồng nè. Màu trắng nè. Chị nào muốn lấy thì các chị lấy. Đồng giá là 250 cái. Từ 2 tuổi cho tới 4-5 tuổi ha. Chị Bùi Thị Mỹ Lan. Kính bé. Bé trai phải không em? Không phải chị. Số 10 là bé gái. Kính số 10 là bé gái chứ không phải bé trai đâu nha chị. Cái này nè là bé gái chứ không phải bé trai đâu. Cái mã số 10 á, nếu mà cháu bé nhà chị bé trai thì không có lấy cái này được đâu. Cái này là của bé gái. Cái này của bé gái. Chị nhắn lại giùm em nha để em biết đường xem có chốt cho chị không. Chị Bình Cao. Em chốt một cái màu hồng
cho chị Bình Cao một cái nè. Hôm bữa chị Bình Cao nói là chị Bình Cao là Facebook gì em quên rồi ta. Em nhớ chị nói em là chị là Facebook gì em quên mất tiêu. Tình Nguyễn một cái màu hồng, cái màu hồng này có hai cái. Ok chị Bùi Thị Mỹ Lan nha, cái đó là bé gái. Cái này là chị Bình Cao một cái. Với lại chị Tình Nguyễn một cái, đúng rồi, Annie Hình. Em nói là chị nói em là cái Facebook quên quên rồi, dạ rồi. Ok chị. Rồi Tình Nguyễn một cái màu hồng ha. Thank you chị. Khỏi lấy cái đầu nha chị Tình Nguyễn, khỏi lấy cái đầu tiên đúng không? Tình Nguyễn là không có chốt cái đầu tiên thì xả cái đầu tiên ra nha. Xả cái đầu tiên ra. Chị nào muốn lấy cái này thì các chị lấy. Cái này là mã số 1 nha các chị nha. Cái này là mã số 1 ha. Bé từ khoảng tầm tuổi rưỡi cho tới 3-4 tuổi. Tầm tuổi rưỡi cho tới 3-4 tuổi ha. Mã số 1. 250 một cái nha. Kính nạp từ từ. Đủ hai cái màu hồng. Một cái màu hồng của chị Tình Nguyễn với lại một cái màu hồng của chị Bình Cao là Annie Hình đó. Kính nam có một cái này nè, chị Dương Mai có muốn coi thì coi. Kính nam cái này thì đồng giá là 450 một cái. Kính nam này là của người lớn ha. Đó, chị Dương Mai có muốn lấy thì chị lấy nha. Kính nam này là của người lớn. Nó là màu nâu trà đó. Cái này là của nam á. Giá là 450 cái nha. Chị thích thì chị lấy, tại vì kính nam rất là ít. No, em chốt hai cái màu hồng cho hai bé luôn. Hai cái màu hồng cho bé thì hết rồi. Một cái màu hồng là chốt cho chị Tình Nguyễn, một cái màu hồng là chốt cho chị Bình Cao rồi. Chỉ có y như vậy màu trắng với lại giống vậy màu hồng đậm hơn thôi. Giống vậy màu hồng đậm hơn thôi chứ không có hai cái y nhau hết rồi. Chốt này cho chị Dương Mai nha. Thank you chị Dương Mai. Kính nam ha. Dạ rồi, ok chị. Kính nam có một cái, chốt cho chị Dương Mai rồi nha các chị nha. Tiếp theo kính bé nha. Tiếp kính bé nữa. Số 2 này là chốt cho chị Trúc Huỳnh nè. Mã số 2 chốt cho chị Trúc Huỳnh. Thank you chị Trúc Huỳnh. Mã số 2 em chốt cho chị Trúc Huỳnh. Tiếp kính bé đây ha. Cái này dễ thương lắm. Cái này nó như bảy sắc cầu vồng vậy đó. Bé khoảng từ 3 tuổi cho tới tầm khoảng 6-7 tuổi nha các chị nha. Khoảng tầm từ 3 tuổi, 2-3 tuổi cho tới 6-7 tuổi. Đúng rồi, chị Tình Nguyễn có một cái màu hồng. Chị Tình Nguyễn có một cái màu hồng. Cái này khoảng từ 2-3 tuổi cho tới 6-7 tuổi là mang dừa ha. Cái này nhiều màu nhìn dễ thương lắm. Có một cái một thôi. Mã số 12 đi. Mã số 12 nha các chị nha. Cho bé mã số 12, 250 cái. Em thích cái này, nó có màu xanh, màu đỏ, màu hồng, tùm lum hết. Kính bé cũng y như kính người lớn luôn. Nó là 100% chống tia UV, chống tia cực tím cho mắt của mình thôi các chị ha. Kính bé y chang kính người lớn luôn á. Nó cũng vậy luôn, mã số 12. Mã số 12, kính bé gái. Em chốt cho chị Hồng Hạnh nha. Thank you Hồng Hạnh. 12 có một cái à. Hồng Hạnh là người đầu tiên á, chốt cho chị Hồng Hạnh rồi. Mã số 12. Rồi, từ từ kính mà lớn một tí xíu nữa thì các chị lấy cái này. Thank you.
hồi nãy sorry 10 10 hồi nãy á có cái kính này nè. Chị nào chốt cái kính này mà hồi nãy em nói là hết rồi không có đó. Chị nào muốn chốt lại thì các chị chốt cái kính Carter 300 một cái á. Em còn hai cái ở đây nè, chị nào muốn lấy thì các chị lấy. Cái này ghi là mã số 13 đi, em không nhớ là hồi nãy chị nào có chốt đó. Này thì cho kính cho bé khoảng tầm từ 2 tuổi rưỡi 3 tuổi trở lên cho tới khoảng tầm 5 6 tuổi thôi các chị ha. Cho tới khoảng tầm 5 6 tuổi. Đúng rồi, tình nguyện một cái ha. Vậy là còn một cái, chị nào muốn lấy thì các chị lấy nha. Đó là cái Carter thì 300 một cái, mã số 13, vậy là còn một cái đó. Rồi cái Carter 300 tình nguyện nè, chị nào muốn lấy cái này nữa thì các chị lấy. Còn cái này cũng vậy hát anh em. Cái hát anh em này cũng vậy luôn ha các chị ha. Cái hát anh em này cũng vậy luôn. Cái này thì cho bé lớn, bé nó khoảng tầm từ 4 tuổi trở lên cho tới 7-8 tuổi nha các chị nha. Cái này bé 4 tuổi cho tới 7-8 tuổi. Nó là cái kính mà, cái kính nó làm giống như người lớn vậy đó. Nó là chán gương màu hồng đó. Nó là chán gương màu hồng lớn. Cái này thì 300 cái của hát anh em. Cái này thì kính của hát anh em cho bé khoảng tầm từ 4 năm. Cái này maybe chắc bé khoảng tầm từ 4 tuổi trở lên cho tới 7-8 tuổi á. Tới 7-8 tuổi 300 cái. Em chốt cho chị Milo một cái nè. Với lại cái thứ hai đó là tình nguyện nè. Cái thứ hai đó là tình nguyện. Có hai cái. Chị tình nguyện nè, đủ cho hai bé nha chị. Dạ rồi, ok chị. Có giống đó bé trai không chị? Không có Hồng Hạnh ơi, cái đó không có. Xả cái màu hồng bây giờ xả cái màu hồng đúng không? Tình nguyện xả cái màu hồng này nha. Ok, tình nguyện nè. Chị Nguyễn Kim Nhân ơi, chị bấm chậm quá cho nên chị chốt không có kịp rồi. Chị bấm chậm quá cho nên chốt không có kịp. Không có cho chị Nguyễn Kim Nhân rồi. Không có cho chị rồi. Còn kính bé này màu đỏ nha. Cái kính bé này thì màu đỏ. Này cũng cho bé lớn nè. Màu đỏ này á thì các chị cho bé trai bé gái gì đeo cũng được hết á. Nó là cái màu đỏ. Cái này thì bé khoảng tầm từ 4 tuổi cho tới 8-9 tuổi nha các chị nha. Từ khoảng từ 3-4 tuổi cho tới 8-9 tuổi. Dầu gội xả biotin nhỏ bao nhiêu một cặp vậy? Mà dầu gội biotin màu tím á, 385ml một chai. Giá em đeo là 600.000 một cặp. Đeo màu hồng xem đúng không? Là cái màu đỏ mã số 13 nha các chị nha. Cái màu đỏ là mã số 13. Gội xả biotin màu tím ở đằng sau lưng em là 650 một cặp nha chị. 650.000 cặp ha. Cái này màu hồng nè. Đó. Màu hồng. Cái màu trắng ha, mã số 14. Chị nào lấy cái này thì các chị nhắn giùm em mã số 14. Bé 2 tuổi cho tới 4-5 tuổi. Bé 2 tuổi cho tới 4-5 tuổi là đeo vừa. Có riêng một cái này á, cho bé 1 tuổi thôi. Hồi ly nè, bé con em còn nhỏ, em cũng cho ly nè đeo. 1 tuổi cho tới 2 tuổi là đeo vừa cái này. Nó màu đỏ mà nó làm như cái hình con bướm vậy á. Dễ thương cực kỳ luôn. Nếu mà chị nào có bé nhỏ mà cho bé nó đeo mắt kính chụp hình thì dễ thương lắm. Cái này mã số 15 ha. Mã số 15 thì cho bé từ 1 tuổi á, 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi là nó đeo vừa y luôn á. 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi là nó đeo vừa y luôn. Mã số 15 nha các chị nha. Dạ hello chị Ngọc Anh Trương Thị. Mã số 15. Đó là kính bé. Giờ em lấy kính người lớn cho các chị coi ha.
Giờ em lấy kính người lớn cho các chị coi nha. Kính người lớn á thì bình thường là đồng giá 500 một cái, cái đợt này em mang về Việt Nam cho nên đồng giá là lấy 400.000 một cái. À, sorry, 450 một cái nha các chị nha. Giờ em lấy lại từ mã số 11. Cái này thì nó bằng cái gọng, nó là kim loại luôn. Những cái này là kim loại hết. Cái mặt kính của nó là mặt kính tráng gương. Chị nào muốn lấy các em đang đeo á thì các chị cứ nhắn là mã số 1. Má ơi. Xong rồi má lấy máy này qua kia giùm con, cho nó có cái chỗ này không lấy được rồi. Cái này là mã số 1 em đang đeo nha các chị nha. Mã số 1 ha. Kính nam hồi nãy có một cái, có một cái khách lấy mất rồi. Xém được lộn cái kính này nè. Quyên cho chị xả kính mã số 9 nha. Sorry em. Dạ ok chị Ngân Huỳnh. À, bé 5 tuổi giá bao nhiêu chị? Chị Thi Thanh ơi. Nhẹ, kính nhẹ lắm. Kính mang nhẹ hều à. Có kính bé trai 6 tuổi không Quyên? À, từ từ. À, để em xả cho chị Ngân Huỳnh cái đã. Đợi em tí. Đây nè. Em xả cái kính này cho chị Ngân Huỳnh. Ok chị. Kính bé trai 6 tuổi thì chị chỉ cho bé đeo được cái này thôi. Cái này thì giá là 300.000 một trái của Carter. Em xả cho chị Ngân Huỳnh nữa nha. Không sao đâu chị, đâu có gì đâu. À, cái này nha chị Ngọc Phạm nè. Kính bé 6 tuổi cho chị có cái này thôi. Cái Carter này thì giá là 300.000 một cái. Chị muốn lấy thì chị nhắn dùm em chữ ok em chốt cho chị. Còn kính bé... Chào em Quyên, hello chị Phương Trinh Phan. Còn kính bé 5 tuổi thì đồng giá là 250 cái hết. Rồi em lấy kính người lớn, bắt đầu lấy kính người lớn đi, từ từ cho các chị nha. Cái này là kính màu đỏ đô nha các chị nha. Kính màu đỏ đô, đẹp lắm. Toàn bộ là 100% chống tia cực tím hết. Ở bên hông cái này nó làm như cái hình chiếc lá vậy đó. Làm giống như hình chiếc lá, nó có hột xoàn. Thì mỗi cái em đều đeo lên mặt cho các chị nhìn thử coi nó có, các chị nhìn trên cái khuôn mặt của em thì nó dễ hơn là em cầm lên cho các chị coi ha. Cái này là mã số 1. Máy mát khoan, đưa vô cái kính Carter á. Cái này nè. Rồi, để mà lấy nha. Rồi em chốt cái kính đó cho chị Ngọc Phạm 300 một cái nha chị. Thank you chị, mã số 1 ha. Cái này có cần không, má để bên kia cho nó rộng con. Má lấy ra để qua kia hết đi, để chai nước thôi, lại con uống thôi. Cho chị xem bé gái 5 tuổi, chị Thi Thanh xem bé gái 5 tuổi. Quy ngơi về có việc, mai khoan gửi hàng nha, chừng nào chị lên nhắn tin hàng nha. Rồi ok chị Thanh Hoa Lê Thị ha. Chị hôm trước có cái chốt cái kính đen cho em không? Chị Thơ Nguyễn hôm trước có chốt cái kính đen cho em không? Bây giờ em không có nhớ nè. Nước hoa gửi chưa chị? Tình Nguyễn ơi, nước hoa chưa gửi nha. Nước hoa chưa gửi. Mã 1 là kính người lớn hả con? Dạ đúng rồi. À, đúng rồi nha. Kêu bằng con chắc là cô rồi. Đúng rồi nha cô Dương Mai ơi. Mã số 1 là kính người lớn á, kính đó là dành cho người lớn. Thơ Nguyễn Kính. Để lát nữa về hỏi Nhung xong rồi em trả lời chị Thơ Nguyễn nha, tại vì em không nhớ đâu, để hỏi Nhung cái đã. Để hỏi Nhung cái đã. Rồi, kính này là mã số 2. Kính mã số 2, thường thường cái gọng này ít khi nào có màu xanh lắm. Nhưng mà cái gọng này là màu xanh, cái này nó sẽ là màu bạc. Hai cái tròn tròn nó nối lại với nhau ha. Kính mã số 2. Chị nào lấy kính này thì các chị nhắn giùm em nha. Mã số 2, đồng giá là
mã số 2 thì đồng giá là 450 một cái hết. Đồng giá là 450 một cái hết. Em chốt, con chốt cho cô Dương Mai mã số 2 nha. Thank you cô Dương Mai. Mã số 2 nè. Mã số 3. Cái này á thì kính này á thì nó không có to cho mặt chị nào mà tròn tròn hoặc dài dài mà nhỏ nhỏ, mặt nhỏ thì đeo hợp cái này đẹp với cái này nha các chị nha. Nó là cái beo màu tím. Mã số 3 ha. Chị nào mặt nhỏ thì các chị lấy cái này. Các chị chia sẻ livestream giúp em nha các chị nha. Các chị chia sẻ livestream giúp em ha. Mã số 3 nha các chị. Đồng giá là 450 mã số 3. Ơ, cái kính này còn một cái nè. Hồi nãy các chị gì chốt mà cái kính nhiều màu không có thì chị nào lấy. Nó nằm đây một cái nữa. hồi nãy á, chị nào lấy cái kính mà nhiều màu như vậy nè. Hồi nãy chị nào chưa có lấy được, giờ chị nhắn lại dùm em là kính nhiều màu để em chốt cho các chị kính bé nha. Các em đang cầm là kính bé nhiều màu. Nãy chị nào lấy mà không có được á thì em chốt. Nó nằm trong đây mà em không biết. Mã số 3. Hồi nãy chị nào lấy kính bé nhiều màu nè. Chị lấy nhiều màu rồi em chốt cái này cho chị Trúc Huỳnh nha. Em chốt cái này cho chị Trúc Huỳnh. Kính nam người lớn giá sao chị? Đỗ Hữu Phúc nè. Kính nam người lớn á thì 450 một cái. Nhưng mà có đặc biệt một cái này. Nhưng mà có đặc biệt cái này á. Thì cái này á là 550 một cái. Cái này thì 550 một cái. Chỉ có cái này là 550 thôi. Thì chị nào muốn lấy thì các chị lấy. Cái này là kính nam nha. Cái này là của hiệu khác chứ không phải Frontina. Nó là của hiệu Corner. Của hiệu Corner. Sẽ mã số 2 của bé. Ok chị Trúc Huỳnh. Khoan, chị Thi Thanh hỏi bé gái 5 tuổi này giờ đã quyên, đợi em một tí xíu nha, đợi em tí xíu. Xả mã số 2 đúng không? Xả mã số 2 không phải cái này, sorry lộn. Tại vì xả thì em phải kiếm. Rồi ok chị, này là mã số 2. Chốt cái này đã. Chốt 550 em chốt cái này cho chốt cái này cho cô Dương Mai nha. Đỗ Hữu Phúc nhắn chặn cho nên cái này có một cái cô Dương Mai là người đầu tiên rồi. Chốt cái này cho cô Dương Mai rồi. Cái kính mới bỏ vào túi. Nhưng mà Đỗ Hữu Phúc chậm quá. Cái đó chốt cho Dương Mai mất tiêu rồi. Còn kính cho bé gái 5 tuổi nè. Đợi một chị Thi Thanh đợi em tí xíu. Bé gái 5 tuổi hả?
chị Thi Thanh ơi, bé gái khoảng tầm 5 tuổi có mấy cái này nha. À, các chị đợi không sao bữa sau mua. Dạ, ở trong này nhiều khi còn kính bé trai nhưng mà phải từ từ, nhiều lắm. Từ từ em lấy ra từ từ, không là không có thấy. À, cho vài mẫu kính bé 7 tuổi. Kính bé 7 tuổi của bé trai hết rồi, không có. Bé 7 tuổi bé trai hết rồi. Còn kính bé 5 tuổi á thì cô Thi Thanh coi, chị Thi Thanh coi giùm này, chú một cặp dầu gội biotin màu tím ha, một cặp dầu gội là chị lấy một cặp gội xả hay là chị lấy hai chai gội? Sorry cô, chứ cô Dương Mai là lấy một hai chai dầu gội hay là một chai dầu gội dầu xả, giá là 650 cặp. Còn cái này là cho bé khoảng tầm 5 tuổi là đeo vừa nè. Chị Thi Thanh có lấy thì chị Thi Thanh nhắn dùm em là con bướm đi ha, bạn con bướm đây nha, bé khoảng tầm 5 tuổi là đeo vừa này. Cái thứ hai đó là màu hồng ha, cái thứ hai là màu hồng, cái thứ hai là màu hồng nha. Cái thứ ba, cặp gội xả bao nhiêu một cặp? Cặp gội xả 650 một cặp nha, cặp gội xả biotin màu tím là 650 cặp. Cái thứ ba ha, cái màu hồng thứ ba, 5 tuổi là đeo vừa cái màu hồng thứ ba đi chang vậy luôn. Cái màu trắng 250 cái kính của bé nha, đi chang vậy luôn cái màu trắng đó, màu trắng. Cái này là cái cuối cùng của bé khoảng 5 tuổi là đeo vừa cái màu đỏ. Cái số 3 là màu hồng đúng không? Cái số 3 là màu hồng đúng không? Chốt cho chị Thi Thanh cái số 3 màu hồng cho bé nha. Giá là 250 cái. Cho baby ha. Chị Thi Thanh cho em xin số điện thoại nha chị. Chị Thi Thanh cho em xin số điện thoại. Ngày mai hoặc là ngày mốt á, Nhung nó gọi điện nó chốt cho các chị, rồi các chị cho địa chỉ, rồi Nhung soạn đơn rồi nó ship hàng cho các chị nha. Thank you chị. Rồi, thank you chị Thi Thanh. Đó là mấy cái kính bé. À, cặp gội xả biotin màu tím á, chị Dương Mai muốn cho xem á, thì đây là cái cặp gội xả biotin màu tím nè. Con chốt cho cô Dương Mai cái cặp này nha. Cặp này á, nó là 385ml một chai, có gội có xả ha. Thì một cặp gội xả như vậy á, giá là 650 một cặp cho cái đợt này. Thì cái này á, cái công dụng của cái cặp gội xả này á, nó thứ nhất là nó rất là thơm, thứ hai nó mềm mượt cái tóc của mình, nó có collagen, nó có biotin. Biotin có nghĩa là giúp cho tóc của mình á mềm, giúp cho nó giúp cho mọc tóc đó. Rồi từ collagen ngăn ngừa rụng tóc, giúp cho mọc tóc, giúp cho tóc của mình dày hơn, giúp cho tóc của mình dày hơn, ngăn ngừa rụng tóc. Rồi thứ hai nữa là làm cho tóc của mình nó mau dài hơn á, mà khi mà tóc nó ra nó mềm nó mượt lắm, gọi sướng đã là đã luôn á. Thì 650 một cặp nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị nhắn giùm em 650 một cặp. Nè, con chốt cho cô Dương Mai cái cặp này nè, 650 một cặp biotin màu tím ha. Cái này là của Mỹ sản xuất. Cái này là của Mỹ sản xuất nha. Cái conditioner là xả, cái shampoo là gội. Đó là cặp gội xả. Các chị lấy muốn lấy hai chai gội cũng được nữa. Nếu mà chị nào không xả thì các chị lấy một cặp thì hai chai gội. Một chai á thì 350, còn một cặp đó thì 650. Lát xuống nhắn vào xăm nha chị. Ok chị Tình Nguyễn. Có bé trai không chị? Kính bé trai nhưng mà mấy tuổi nha chị Yến Trần ơi. Rồi kính bé trai 11 tuổi thì em không có nha chị Thi Thanh ơi. Bé trai 11 tuổi thì không có, 11 tuổi bé nó lớn quá, không có. Đó là cái cặp gội xả này nha. Rồi lấy tiếp theo kính bé. À quên, sorry. Tiếp theo kính người lớn. Thấy em không chị, nhắn vào xanh cho em nha. Rồi ok chị Tình Nguyễn, em có đọc tin nhắn của chị rồi, chút xíu xuống like để em nhắn cho chị. Kính bé gái 4 tuổi đi chị. Hồi nãy em có dơ lên rồi, kính bé gái từ 4 tới 5 tuổi thì có mấy cái này em dơ nhanh qua thôi nha. Gội xả 650 một cặp nha chị Xuân Nguyễn à.
gọi xả biotin màu tím á, cái này á nó là của Mỹ sản xuất, nhưng mà em sống là ở Sydney ha, em sống là ở Úc, thì ở trong thị trường của Úc á, cái giá của cái cặp cầu xả này á thì em bán sale cho các chị là 650 một cặp nha chị, 650.000 cặp gọi xả biotin màu tím. Còn này kính bé gái khoảng tầm 4 tuổi là đeo dừa nè. Hello chị Lâm Ngọc Huyền Linh, hello chị. Bé trai 14 tuổi không có. 4 tuổi cái này đeo cũng dừa nè. Cái con bướm, cái mã con bướm này đẹp lắm. Mã con bướm này đẹp. Rồi cái này nữa nè. Ủa em trả lời cho chị Tình Nguyễn rồi, chị Tình Nguyễn không có nghe hả? Em trả lời cho chị Tình Nguyễn rồi mà, chút xíu xuống rồi em nhắn cho chị cái dầu xanh mà. Rồi tiếp kính người lớn nha các chị nha. Chị Yến Trần bé trai 4 tuổi nữa Nguyên. Bé trai 4 tuổi hết rồi. Bé trai 4 tuổi thì khoảng, à có cái này, có hai cái. Bé trai 4 tuổi thì có màu xanh nè. 4 tuổi thì đeo dừa, cái này có màu xanh này nè, với lại màu cam. Cái này cho bé trai 4 tuổi nha, màu xanh với lại màu cam ha. Màu xanh em đang đeo á là bé 4 tuổi đeo dừa á, màu cam này nữa nè. Tại bên con trai em nó gần 4 tuổi rồi mà mặt nó bự lắm, nó vẫn đeo dừa. Nãy giờ em bị thoát ra nên không nghe. Em trả lời chị mấy lần nè, tại chị bị mạng không có nghe đó. Này nha, màu xanh với lại màu cam này cho bé trai đó. Thì bé trai 4 tuổi chỉ còn hai cái đó thôi. Em kính bé gái 4 tuổi, chị Trần Thị Thu Hiền kính bé gái 4 tuổi, nhưng mà chị lấy cái nào? Chị lấy cái con bướm hay là chị lấy cái màu trắng? Hay là chị lấy cái màu cam? Chị Thu Hiền nhắn giùm em màu nha. Màu cam nè, màu trắng nè, con bướm nè. Chị lấy cái nào thì chị nhắn để em chốt cho chị ha. Kính bé là 250 một cái. Kính bé là 250.000 một cái nha các chị nha. Kính bé thì 250.000 cái. Em sống ở Úc, nhưng mà thường thường á, ở Úc thì khoảng từ 10 ngày cho tới 2 tuần giờ tới Việt Nam. Mà hiện tại em đang về Việt Nam chơi, em đang live ở Việt Nam luôn á. Thì trong một tuần các chị sẽ nhận được hàng 1-2 ngày, Nhung nó gọi nó chốt hàng cho các chị ha. Hoặc là em nhắn trong tin nhắn, em chốt cho chị Trần Thị Thu Hiền. Có điện thoại là 28 đuôi cái mắt kính cho bé màu trắng này nha. Thank you chị. Bé trai 13 tuổi không có, chị Thi Thanh đây. Bé trai 13 tuổi không có, 13 tuổi nó lớn quá cho nên không có nha chị nha. Không có. Rồi, lấy cái này là mã số 4. Chị nào lấy cái này thì các chị nhắn giùm em là mã số 4 nha các chị nha. Cái này là mã số 4 ha, mã số 4 đẹp lắm. Ở bên hông nè. Rồi ở đằng trước cái này là beo nâu. Đeo sát vô trong cái mắt của mình luôn. Nó chống tia cực tím 100%. Khi mà mình về thì mình lột cái này ra. Mã số 4. Cái này cho người lớn. Người lớn thì là đồng giá là 450 một cái ha. Người lớn hiện tại đang đồng giá là 450 một cái nha. Mã số 5. Tuổi 10 tuổi bé trai có không em? Không có luôn chị. 10 tuổi không có luôn. Bé trai 10 tuổi không có luôn đâu nha. Kính trắng không có nha chị Trang Nguyễn. Trang Nguyễn ơi, kính trắng không có. Màu đen nè. Màu đen này thì nhẹ lắm. Nó gọng, nó nhỏ, nó đơn giản. Nhưng mà đeo lên nhìn nó sang lắm. Đeo lên nhìn nó sang. Mã số 6. Cái màu đen em đang đeo là mã số 6 nha các chị nha. Kính người lớn của nữ ha. Kính người lớn của nữ mã số 6. 450 một cái. Này là kính gọng vuông, kính tròng vuông ha, kính tròng vuông. Nhưng mà cái gọng của nó làm đẹp lắm. Nó là màu đen nhưng mà nó có ẩn màu xanh ở màu xanh xanh giống như cái bông, cái lá xanh xanh ở bên hông đó.
Rồi, mã số 7. Em chốt mã số 6 cho chị Thi Thanh nha. Thank you chị Thi Thanh. Cái này thì nhẹ lắm, mình đeo tưởng tượng giống như là mắt mình không vậy đó, mà nhìn nó rõ ràng, thấy nó sáng. Mặc dù nó màu đen nhưng mà cái chồng của nó làm cái này tốt lắm, cho nên mình thấy nó rõ lắm. Em chốt cho chị Thi Thanh mã số 6. Thank you chị Thi Thanh. Rồi, mã số này là mã số 7 nha. Cái màu đen này là mã số 7. Mã số 7 này hơi bị đẹp luôn á. Mã số 7 nè. Chị nào lấy này thì các chị nhắn giùm em là mã số 7. Mã số 4 cho chị Trần Thị Thu Hiền xem lại ha. Mã số 4 cho chị Trần Thị Thu Hiền xem lại nè. Này là mã số 4. Thấy cột tóc lên, em đeo lên có vẻ như các chị dễ thấy hơn ha. Để em cột tóc em đeo lên cho các chị coi cho nó dễ nha. Chứ để tóc nó phụ á, hình như các chị coi nó hơi khó. Cột tóc lên đi cho nó gọn gàng, coi cho nó rõ cái mắt kính, nó khỏi bị che phủ cái mắt kính. Rồi, đây là mã số 4 chị Thu Hiền, cứ xem lại đi nha chị. Mã số 7 em chốt cho chị bé Đặng nha. Chị bé Đặng mã số 7, số điện thoại là 457 đôi. Thank you chị. Có màu nâu không bạn? Màu nâu có nha chị, màu nâu nhiều lắm. Mã số 4 nha chị Trần Thị Thu Hiền ơi. Mã số 4 đẹp lắm á, bảo đảm 100% khi mà chị coi ở ngoài đẹp lắm. Rồi, cái này là màu nâu nè. Chị nào thích màu nâu mà khuôn mặt mình vừa vừa thôi. Cái này đẹp lắm, khuôn mặt mình vừa vừa thôi, cái này đẹp. Mã số 8. Mã số 8 nha các chị nha. Mã số 8. Đó, mã số 8 ha. Rồi, em chốt mã số 4 cho chị Trần Thị Thu Hiền nha. Thank you chị, mã số 4. Các chị về các chị nhận cái mắt kính này á thì các chị đeo á nó đẹp cực kỳ luôn á, từ cái chồng ha, chống tia cực tím hết, từ cái chồng cho tới cái gọng cho tới cái kiểu của nó luôn đẹp lắm. Trần Thị Thu Hiền, thank you chị. Rồi, cái này là mã số 8 nha các chị nha. Mã số 8. Để ghi vô đây chứ không hồi nữa các chị hỏi lại số là em không nhớ. Mã số 9 nè. Cái này thì nó sáng hơn nè. Beo nhưng mà nó sáng hơn. Mã số 9. Đó, mã số 9 nha các chị nha. Chị nào lấy này các chị nhắn giùm em là mã số 9. Mã số 9 nha các chị. Số 10. Mã số 10 là cái kính tráng gương. Mã số 10. Em chốt cho chị Hằng nha mã số 9 ha. Thank you chị Hằng nha. Cái này đẹp lắm. Nó sáng mà cái màu nó cũng đẹp hết. Chị Ái Linh Mai ơi, đồng giá là 450 một cái nha chị. Bình thường đồng giá là 500, hôm nay về Việt Nam em sale cho các chị là 450, ở bên Úc lúc nào cũng là 500 hết á. Em chốt cho chị Hằng nha mã số 9. Thank you chị. Mã số 10 nó là tráng gương á. Chị nào thích tráng gương thì các chị lấy này. Mã số 10. Ở bên đây cái gọng nó là bằng kim loại. Mã số 10 ha. Dạ. Em là sống ở Úc. Bình thường em cũng live ở Úc luôn, nhưng mà đợt này em đang về Việt Nam chơi dịp Tết á, cho nên em về đây cũng tầm 2 tháng đó. Nhưng mà đồ ở
đồ toàn bộ ở đây là mang ở bên Úc giờ hết, cho nên trong vòng một tuần các chị sẽ nhận được hàng nha các chị nha. Còn bình thường thì em lai ở Úc thì khoảng 2 tuần các chị mới nhận được hàng, 10 ngày cho tới 2 tuần. Rồi. Tí cái bữa trước em mua chưa đem lần nào mà ngồi phải bị gãy mất tiêu nên phải mua cái khác. Trời ơi. Tí cái hôm trước cũng đẹp, cái hôm trước cũng đẹp nữa, ổn quá. Mã số 11 nha các chị. Chị nào lấy này thì các chị nhắn giùm em là mã số 11. Mã số 11 ha. Mã số 11 nè. Mã số 12 nha các chị nha. Mã số 12. Cái này thì nó lạ hơn, nó mốt hơn. Chị nào mà thích thời trang mà đeo cái kính nhìn nó màu đen á, nó đẹp, nó lạ thì các chị lấy cái này. Đó, cái này là mã số 12. Mã số 12 nha các chị nha. Ở đây có một cái kính bé hơi bị đẹp. Ở đây có một cái kính của bé hơi bị đẹp. Kính bé là 250 một cái. Cái này là cái kính bé 250 một cái. Nó là trán gương màu hồng. Em ngủ hả? Cái này trán gương màu hồng cho bé khoảng tầm từ 2-3 tuổi cho tới 5-6 tuổi là đeo vừa nha các chị nha. Cho tới 5-6 tuổi là đeo vừa. Đẹp ơi là đẹp luôn. Em bán hồi trước biết bao nhiêu là cái kính này luôn á. Của bé nha, 250 một cái. Cái kính trán gương màu hồng thôi các chị ha. Hoặc là các chị có ghi là kính đen thì em chốt cái này cho các chị. Kính bé 250 cái. Cái này thì bé từ khoảng tầm từ 2-3 tuổi cho tới 5-6 tuổi là bé đeo vừa. Đó, và trên tay em đang cầm nha. Màu đen trán gương hồng đó. Đi ra tắm rồi hả? Đi này vô đây đeo kính mẹ coi coi. Lại đây. Đi nào chơi dữ quá hả? Đi nào có ăn cái gì nữa không? Qua đây cho các bác dòm đi. Hỏi hỏi các bác ơi, con đẹp không? Đẹp không? Không, con phải hỏi đàng hoàng các bác ơi. Các bác đẹp. Ly nào đẹp không? Nó nào đẹp không? Ly nào mũi tẹt quá, đeo mắt kính không đẹp. Không có đẹp. Không có đẹp hả? Kính bé 250 em chốt cho chị Đặng Thị Quỳnh Nhi nha. Số điện thoại là 050 đuôi à, đưa đây bán rồi con. Em chốt cho chị Đặng Thị Quỳnh Nhi là thank you chị. Ghi đi ba. Chị Quỳnh Nhi. Thì con gái xinh thank you chị. Ở đây con tóc lên nè. Nè muốn mập blue nè. Đây nè, đẹp quá, thank you bác Hảo Hồng Nguyễn. Con Nhi hả? À, ghi chữ baby vô đó giùm. Đây nè, dễ thương và xinh gái quá, thank you bác. Các bác đẹp không? Các bác đẹp không? Này là kính của con trai mà, phải kính của nè đâu. Nè muốn mập luôn. Nè muốn mập luôn. Thank you các bác, thì các bác khen con xinh vậy. Thank you các bác. Thank you các bác. Rồi để đây mẹ đeo tiếp kính nha. Lina xinh quá luôn rồi kìa. Trời ơi má ơi. Má lấy ra mà má cuột lại. Cái này màu nâu nha các chị nha. Ở bên hông này đẹp lắm. Bên hông này nó là tròn nè. Ở bên hông này nó là tròn nè. Mã số 13 ha. Mã số 13. Chị nào lấy kính này thì các chị nhắn giùm em mã số 13 nha các chị nha. Mã số 13. Ba lấy ba tháo ra giùm đi. Bà ngoại coi, bà ngoại cột kính lại vậy. Trong mẹ lấy lâu lắm. Nè, cột từng cái hàng cái hàng cái kính lại vậy lấy ra lâu lắm. Mã số 13 nè.
giá đồng giá là 450 một cái nha chị Vân Anh Lưu ơi. Kính người lớn thì đồng giá là 450 một cái. Mã số 13. Bay ghi lên, bay dán lên đây để hồi khách có coi lại thì mẹ biết cái mã số để mẹ đưa lên coi lại. Có hai cái kính bé giống nhau không, em lấy hai cái luôn nha. Không có chị Quỳnh Như, có một cái à. Có một cái thôi nha chị. Cái đó nó có một cái một thôi, không có hai cái giống nhau. Cái này là mã số 14, mã số 13 mình lấy. Em chốt mã số 13 này cho chị Vân Anh Lưu nha. Thank you chị. Bay ghi là Vân Anh Lưu. Rồi mã số 14, cái màu này nó khác đi tí. Đó, mã số 14 là em đang đeo. Số điện thoại là 6790. Thank you chị Vân Anh Lưu. Kính này là lấy rồi nha con. Máy cất qua bên kia đi. Mã số 14 ha. Đó. Mã số 15. Cái này em mới vừa mang về, mấy cái này là em mới vừa mang về, hơi bị đẹp luôn á. Các chị mua cái kính này á, thậm chí nó còn đẹp hơn cả cái kính hiệu mà 5-7 triệu luôn á. Nè, nó rất là cứng cáp. Mà các chị nhìn á, các chị nhìn á, nó làm nè, bóng mà nó cứng cáp mà nó đẹp từng cái luôn. Toàn bộ là chống tia cực tím hết ha các chị ha. Cái này là mã số 14 nha. Nè đẹp không? Nè đẹp, mã số 14. Chị nào lấy này thì các chị nhắn giùm em mã số 14. Đeo nó ngầu mà nó đẹp lắm. Mã số 14. Em thích mã số 14. Nè làm cái gì vậy? Mã số 14 ha. Nè 14 em chốt cho chị Minh Tuyết Bùi nha. Nè. Hả? Làm sao? Nè có chú không? Mã số 15. Cái này màu nâu mà nó tựa như là mắt mèo vậy đó. Mã số 15 nè. Chị nào lấy này thì các chị nhắn giùm em mã số 15. Mã số 14 hết rồi chị Lừng Lan ơi. Mã số 14 hết rồi. 14 là cái này nè. Thôi ghi này đi đúng rồi. Mã số 15. 15. Mã số 16 này hơi bị đẹp. Mã số 16 này đẹp lắm. Bên cái hàng này nè. Bên cái hàng này nó là cái hộp hết luôn á. Hôm nay toàn kính đẹp không á. Kính đẹp lắm lắm luôn á. Em đem về á, em mua được cái đợt kính này em dùng. Em đã dành phải tầm là 4-5 đợt em mới mang được về á. Em mới mang được về mấy cái kính đẹp giống vậy. Mừng lắm, mua kính được kính đẹp mừng lắm. Đẹp ơi đẹp luôn, chắc tại mê chứ. Mã số 15 em chốt cho chị Ái Linh Mai. Thank you chị Ái Linh Mai nha ba. Mã số 16. Cái em đang đeo là mã số 16. Đó, mã số 16 nha các chị nha. Đẹp ơi đẹp luôn. Mã số 16. Em chốt cho chị Nguyệt Thanh mã số 16 nè. Đây mã số 16. Các chị chia sẻ livestream giùm em nha các chị nha. Nguyệt Thanh. Nguyệt Thanh. Mã số 16. Hình như là cái này không biết còn không nữa. Ba ghi lại dùm trên tờ giấy. Nếu mà em coi được còn mã số 16 thì em chốt cho chị Hảo Hồng Nguyễn ha. Tại vì mẹ nhớ hình như còn hay sao á. Chị Hảo Hồng Nguyễn. Nếu mà còn có Ngọc Trần Hồng Nguyên. Không có chị ơi. Hôm nay thì like kính. Em còn những cái like ngày khác nữa. Các chị nhớ bấm like với lại bấm nhấn theo dõi đó. Để những cái ngày khác á. Con làm gì nè, để những ngày khác các em còn like tất cả những món đồ khác chẳng hạn giống như là thực phẩm chức năng, đồ ăn, quần áo rồi nho rồi đủ thứ từ minh tà la vào cái ngày khác nha chị Thu Hiền ơi. Còn hôm nay thì mình sẽ like mắt kính, cho nên chị nhớ nhấn cái trang Nguyên Hàng Úc Sách Tay theo dõi với lại like với theo dõi nha các chị nha. Rồi cái này thì em chỉ có một hiệu một thôi, đang đồng giá là 450 một cái nha các chị ha. Hello chú Vũ kìa. Tìm cho chị kính nam từ từ. Mã số 9 còn cái. Mã 9 còn cái nào không em? Mã số 9 là cái nào bây giờ em không biết luôn. Cái này số 8, số 9 có người lấy rồi. Hồi nãy là mã số 10 mấy. Nó có 17. Rồi cái này là mã số 17 nha các chị nha. Nó là màu đen hết bên ngoài, nhưng mà ở bên trong thì nó làm cái răng giống vậy nè. Nhưng mà cái răng này nó nằm bên trong thôi. Còn bên ngoài nó là màu đen hết. Cái kính của nó là cái kính rộng vuông ha các chị ha. Cái này là mã số 17 hả ba? 17. Mã số 17 nha các chị.
Nà đeo nào. Đây là nà đeo này nè. Nà đeo cái ngọc lưu của nà đi. Mã số 17. Ba nhớ nốt lên luôn để hồi khách có coi lại thì biết. Mã số 18 thì có một cái một thôi, cái màu hơi bị đọc luôn á. Từ xưa giờ là em chỉ mua được đúng một cái một thôi. Mua nữa không có. Muốn mua nữa không có. Là cái này á, màu hồng ở dưới lợt nó hồng đậm hơn ở trên. Mà cái kiểu bên hông nó cũng đẹp nữa. Mà cái vuông của nó đẹp lắm. Này là mã số 18. Mẹ đẹp không? Mẹ đẹp không? Chị nào lấy này thì các chị nhắn giùm em mã số 18 nha các chị nha. Mã số 18. Mã số 18 thì đẹp có một cái một thôi đó, mã số 18. Con đừng có bứt ra, đừng bứt ra nha Hương nhé. Nè, em chốt cho chị Ái Linh Mai nha, thêm cho chị Ái Linh Mai. 18. À. Này nãy like rồi. Này giống cái kia. Mã số 19 nè. Này là beo đậm, mã số 19. Mã số 19 nha các chị nha. 19. 19. Địa chỉ của em là chị số 5. Dạ rồi, ok chị Trần Thị Thu Hiền, để em lưu lại cái để em lưu lại cái địa chỉ của chị nha. Thank you chị. Mặc áo này không bú được đâu con. Nè, liền hành đó, nó đè hành nó nằm đè nó bú không mặc mẹ mặc đầm này con bú được. Cái này là cái đầm dở lên không có bú được đâu. Liền nè. Bà cho con lên nha. Ngồi im. Mà nó tự mẹ mặc cái áo nó dở lên. Mã số 18 hết rồi chị Su Lê. Chị Su Lê mã số 18 hết rồi. Cái này 19. 18 có đúng một cái một thôi. Cô Trinh Lê, hello Lina nè. Khi nào Lina muốn gặp cô Trinh Lê chơi với lại em. Em gì mẹ quên mất tiêu tên rồi. Chơi với em không? Rồi mã số 20. Cái này mặt nhỏ nhỏ vừa vừa thì đeo đẹp lắm. Nó cũng có hai màu luôn nha các chị nha. Kính hôm nay kính nào cũng đẹp hết á. Mẫu nào cũng đẹp hết á. Mã số 20 ha. Này là mã số 20. Mã số 20 nha các chị nha. Mã số 20 đẹp lắm. Nó đơn giản thôi mà cái màu nó đẹp, nó làm cái kính đẹp, cái nước của nó đẹp lắm. Nó bóng mà nó cứng cáp nhìn sang lắm. Mã số 20 nè bạn. Mã số 21. Mình có kính mà tối hết rồi á. Thì các chị muốn cái kính mà màu nó sáng á, nó trong nó sáng thì các chị lấy cái này. Mã số 21. Em chốt mã số 20 cho chị Ái Linh Mai nè. Nhung ba chốt cho chị Ái Linh Mai mã số 20. Thank you chị. Mã số 21. Đẹp lắm. Mã số 21 trong mắt 20 là cái này nè ba. 20 em chốt cho chị Ái Linh Mai rồi. Thank you chị. Mã số 21. Cái này nó sáng, nó trong, nó sáng, đeo thoải mái, nhẹ nhẹ mắt mà thoải mái ở đây, không có bị đau, không có bị cấn rồi gì hết trơn á. Mã số 21 em chốt cho chị Lana Phan nha, thank you chị Lana Phan. Các chị chia sẻ live stream giùm em nha các chị nha. Phan. Lana Phan. Phan. 21 này hình như có hai cái thì phải. Ba phải ghi thêm tờ giấy nữa, chốt cho chị Thanh My Nguyễn. Okay. Mẹ nhớ là hình như có hai cái. Okay. Thanh My Nguyễn. Này thì cái chồng nó to nè, cái màu nó lạ nè. Cái màu của nó là cái màu màu xám á, màu đen với lại màu màu nâu xám á. Mã số 22. Mẹ mặc đầm mà. Lấy nè. 21 đẹp quá hả Hương Nguyễn. Hả? Đúng rồi, mẹ mặc đầm nè, không bứ được hả? Mã số 22 nha các chị nha. Hello bác Mai kìa. Hello bác Mai. Hello bác Mai. Mã số 21 hết rồi chị Hiền Thu ơi, mã số 21 hết rồi. Cái em đang đeo là mã số 22 nha các chị nha. Mã số 22 là cái em đang đeo. Nè. Kính nam nè. Kính nam đây nè. Mã số 22. Cái này là kính nam nha các chị. Mã số 23. Nãy chị nào muốn kính nam, giờ em không có nhớ chị nào muốn kính nam đó. Thì Ly này hát cho bác Mai nghe bài đi. Hát bao nhiêu bài luôn á chị Mai. Còn nói thì như con sáo. Nói giỏi lắm.
này mã số 23 ha. Của nam là mã số 23. Nãy khách của mình chị gì hỏi đó, chị nào hỏi em quên rồi em không nhớ, nhưng mà giờ chị nào chốt thì các chị chốt. Cái này là màu nâu trà ha. Phải không má? Màu trà đúng không? Màu trà á. Xỉu. Ly nè, hát mười mấy ha, chục bài là bình thường á, khi nào về gặp bác Mai hát cho bác Mai nghe nha con. Đó. Cái này em chốt cho chị Rừng Lan đúng không? Bài gì mà chị Rừng Lan nè. Ừ. Rồi cái này hơi bị đẹp, có một cái một thôi. Rừng lên. Hát to lên. How I wonder why you are. Múa nữa. Múa gì? Bỏ xuống. Mang tôi chi hát tàu lao mày đánh dần dần. Có hát tàu lao thôi, không hát được để mày bán. Ủa hồi nãy là mã số mấy rồi? Rồi mã số 24 có một cái nha các chị nha. Mã số 24 có một cái. Ở dưới này nó là màu xám khói đó, ở trên này nó là màu đen. Bên hông nó làm rằng rằng nó là màu đen nè, đẹp như trang như cái kính hiệu vậy đó. Mã số 24. Chị nào lấy này thì các chị nhắn giùm em, có một cái một thôi. Cái này có một cái thôi, mã số 24. Cái còn đừng đẩy. Con đừng có đẩy. Mã số 24 có một cái một thôi. Em chúc cho chị Milo Milo nha. Thank you chị Milo Milo. Mã số 24 nè. Rồi mã ghi chưa? Trời ơi, má xé còn chưa ra nữa, thôi thôi để con làm cho. Ly nè nó hát 24 nè. Mã số, ủa hồi nãy là chị gì chốt cái này nè. Cái này hồi nãy có người chốt quá. Má cột lại vậy chi vậy? Má dày thôi được rồi, má cứ cột kín lại con không gỡ được. Cái này là mã số 25. Mã số 25 đẹp lắm. Em mới vừa cầm về á, mã số 25 nha các chị nha. Cái chồng này là nó làm bằng ra luôn á, nó làm bằng ra luôn. Mã số 25. Chị được 3 cái, 15, 18, 20. Dạ rồi, đúng rồi. Cái nào mà chị chốt em có đọc tên là em chốt cho, được cho chị á. Có. Mấy cái để đó đi, có đó có cách đúng rồi. Đây là mã số 25 em đang đeo trên mặt nha các chị nha. Mấy gỡ ra cho con đi. Mã số 25 nè. Đó. Em chốt cho chị Mỹ Lương ha. Chị Mỹ Lương cho em xin số điện thoại nha. Chị Mỹ Lương ơi. Mã số 25 hình như có một cái à. Nè, má gỡ ra đi như vậy sao mà con gỡ ra đi. Cái này gì á? Mã số 25. Mã số 25 có một cái à. Em chốt cho chị Mỹ Lương rồi. Chị Mỹ Lương nha. Chị Mỹ Lương cho em xin số điện thoại nha chị. Mặt em á, là cũng nhỏ. Thank you chị Mỹ Lương, số điện thoại là 582 đuôi ha. Mặt em cũng nhỏ, mấy cái này là chị Mai thích cái nào thì chị Mai lấy thôi, chứ đeo vừa hết á. Đeo vừa hết á. Mã số 26. Này là mã số 26 nha các chị nha. Chị nào lấy cái này các chị nhắn giùm em là mã số 26. Trời, mã số 27 này đẹp. Mã số 26. Má dán cái số 26 vô trong này nè. Mã số 27 có một cái một thôi. Đẹp dã man luôn. Cái chồng này nó trong lắm. Cái chồng này nó trong vắt luôn. Mã số 27 nha. Sao dán cái số vô đây vậy? Vô huy mà dán. Không, chị dán lên thôi để khách coi lại con biết cái đó là 26 á.
mã số 27. Có một cái một thôi. Em chốt cho chị Tuyền Nguyễn nè, số điện thoại là 308 đuôi mã số 27. Thank you chị. Mã số 28. Này là mã số 28 thôi các chị ha. Mã số 28. Mã số 28 nha. Mã số 29 này đẹp. Không mà nó bị chính này. Ba đi lên bé anh 2 rồi con. Mã số 28. Mã số 29. Cái này nó cũng sáng mà trong nè. Mã số 29 đẹp lắm. Đó, cái này nó nhẹ lắm, đeo nó thoải mái cực kỳ luôn. Mà nó sáng nó trong. Chị nào lấy này thì các chị nhắn giùm em là mã số 29 nha các chị nha. Mã số 29 thì có một cái thôi. Cái này má đeo đi. Mã số 29. Mã số 29 nha. Mã số 30 nè. 30 thì cũng có một cái một thôi. Em đem về có một cái thôi. Cái màu của nó là cái màu nâu xám, còn ở trên nó là màu đen. Nó có hai màu á. Nó có hai màu giống như ở bên trong này nè, bên ngoài. Mã số 30 thôi các chị ha. Cái em đang đeo là mã số 30 nha các chị nha. Mã số 30 nè. Ô, hồi nãy có khách lấy cái này nè mà không biết còn cái. Nãy em nhớ có khách lấy cái này nè mà không biết còn cái á. Giờ lòi ra một cái nữa. Chị nào hồi nãy lấy cái này thì các chị nhắn giùm em cái này là mã số 31. Sao nó động vậy ta? Có cái nào mặt đen không em? Chị Lệ Thủy ơi, mặt đen có chứ chị. Có, đợi em tí xíu. Cái mặt đen có nha chị. Từ từ, em lấy từ từ ra. Mặt đen thì em nhớ là nó có đó. Lên kêu mấy giờ một con thử coi có cái nào màu đen á, má lấy cho con cái mặt màu đen. Còn nhiều lắm, nhiều kính lắm. Nè, cái này màu đen nè, cái này đẹp nè. Mã số 31 ha. Cho chị xem lại mã số 29. Mã số 29 là cái này đúng không? Chị Tô Thủy xem lại mã số 29 đúng không? Cái 29 là cái này nè ha. Đây nha chị. 29 nè. Này là mã số 31. Cái 31 này đẹp lắm. Nó mà màu đen hết. Ở bên này nó có nguyên một hàng, nó là hột hết á. Em đeo cho các chị coi. Y chang như cái lúc đầu hồi nãy xe, hồi nãy em đeo cho các chị. Nhưng mà cái này nó màu đen, hồi nãy nó là màu beo. Cái này là mã số 31 nha. Chị nào lấy cái này thì các chị nhắn giùm em mã số 31. Số 32. Cái này thì nó màu khác hơn. Nó là màu beo tím á. Màu beo tím này có một cái một thôi. Mã số 32. Chị nào lấy này thì các chị nhắn giùm em mà là mã số 32 nha các chị nha. Mã số 32. Mã số 32 nè.
số 33. Chị có mắt kính cho bé không? Chị nắng mai mắt kính cho bé lúc đầu like á, chị không coi lúc đầu like like rồi. À, bé nhà chị nắng mai mấy tuổi, bé trai hay bé gái? Mã số 33. Chị nào lấy này thì các chị nhắn giùm em mã số 33. Ở đây có một cái kính em khay. Bữa chị gì hỏi em là có kính hiệu không mà em kiếm không ra đó. Thì thịt nó nằm ở trong mấy cái hộp ở đây. Bữa nay lôi hết rồi, hết kính ra thì nó có một cái của em khay. Cái em khay này đó thì giá nó là 2,7 triệu một cái. Mã số 33 nha. Có một cái một thôi. Này thì có một cái một thôi. Giá của cái em khay này là 2,7 triệu một cái ha. Có một cái một thôi. Đó là cái này nè. Chị nào lấy này thì các chị nhắn giùm em. 2,7 triệu cái. Nè, đó là của Michael Kors. Nó có cái giấy của Michael Kors. Nó có ngày mua đồ này nọ ở trong này hết. Rồi cái lau kính ha. Này là cái thương hiệu của Michael Kors, nó nằm ở trong đây, cái hộp của nó luôn. Cái Michael Kors thì 2,7 triệu cái. Chị nào muốn lấy thì các chị nhắn. 2,7 triệu một cái nha. Đó, cái Michael Kors thì 2,7 triệu, nhưng mà còn bình thường á, tất cả những cái kia thì đồng giá là 450 một cái nha chị, trong thanh này. Tất cả những cái kia thì đồng giá là 450, còn chỉ có đặc biệt cái Michael Kors này thì 2,7 triệu thôi. Có một cái một thôi. Rồi lấy cái kính này ha. Nãy tới mã số bao nhiêu quên mất tiêu rồi. Giờ lấy lại tiếp theo là mã số 35 đi nha các chị nha. 35, cái này thì nó tròn tròn. Cái màu beo này nó lạ hơn. Cái màu beo này là beo trắng với lại đen. Mã số 35. Em đang đeo là mã số 35 nha các chị nha. Em đang đeo là mã số 35. Đó. Mã số 35 là 450 một cái, đồng giá 450 một cái. Mà làm gì vậy nè? Mã số 36. Chị nào lấy này thì các chị nhắn giùm em là mã số 36 ha, màu đen. Mã số 36. Kính nam còn cái. Tại vì nằm ở trong cái mộc kính đó, cho nên hồi nãy không có biết kính nam này còn một cái nè. Chị nào lấy kính nam thì các chị nhắn mã số 37 nha. Mã số 37. Màu nâu. Nè cái chừng. Màu nâu mã số 37 ha các chị ha. Mã số 37. Ba hỏi nó ăn cháo không ba? Mã số 38 nha các chị nha. Mã số 38. Nó ăn thì nấu cho nó. Mã số 38. Nó uống sữa không? Mã số 38. Nè đừng phá nè. Mã số 39. Cái này thì nam nữ gì đeo cũng được hết á. Mã số 39. Là khát nước quá, lấy nước cho nè uống kìa. Là khát nước quá. Đi đây lại ba rót cho cái kia nè. Nè có rồi nè. Đã có rồi. Mã số 40. Nó có hai màu, ở dưới màu tím, ở trên màu đen. Nè có rồi thì nè lấy nè uống đi. Màu đen. Mã số 40 nha các chị nha. Mã số 40. Đồng giá là 450 hết nha chị Nguyệt Vũ ơi. Giờ mà các chị hỏi lại là em không biết đường nào em lấy cái nào lên cho các chị coi đâu. Mã số 40 ha. Mã số 41, nó là màu, màu này là màu đỏ đen á, đỏ đậm mà, đỏ đậm mà nó gần như là đen á. Mã số 41. Nè, được rồi.
cái ly đó rửa chưa? Nước nó sáng. Cái ly đó chưa rửa đó, mới mua về chưa rửa đó, chưa được uống. Đưa cho bà ngoại đi rửa đã. Đi dưỡng giả mày. Rồi giờ tao tự rót nó uống. Không có lai túi sách nha chị, nguyên mãi rồi. Không có lai túi sách nha chị. Cái màu này đẹp ghê á Quyên. Má lấy má đeo đi. Độc đáo kìa kìa. Mã số 42 nè. Hôm nay không có like túi sách nha chị. Mã số 42. Chị nào lấy này thì các chị nhắn giùm em là mã số 42 nha. Mã số 42. Này là màu tím chứ phải màu trắng đâu. Vô đây các chị nhìn không có rõ, nó là màu trắng chứ ở ngoài nó là màu tím lợn. Thôi luôn. Mã số 43. Em đeo lại cái kính em khay cho chị xem. Dạ rồi ok chị. Mã số 43 nha. Cái kính em khai nha chị. Ba, phải cho nó uống Panadol á. Cho nó uống Panadol đi ba. Này là cái kính em khai. Cái này là cái mắt mèo nha các chị nha. Cái này là cái kính mắt mèo. Cái kính mắt mèo mã số 40 mấy nha. Mã số 45. Chán gương màu tím, đúng rồi nha chị. Chán gương màu tím, mã số 45. Em đang đeo là cái kính mắt mèo mã số 45. Cái này đẹp lắm. Chị nào muốn lấy cái này thì các chị lấy 450 một cái. Đồng giá là 450 một cái hết nha các chị nha. Mã số 45 ha. Mã số 46 này đẹp nè. Mã số 45 nha. Mắt mèo. Mã số 46. Mã số 46 mà. Cái này là màu nâu nè. Ở trước này nó là beo màu xanh. Kính nam thì có một cái này nha. Chị bỏ kiều anh đây. Mã số 46 nè. Này đó là màu nâu á. 47 cái kính nam đây nha chị. Kính nam màu trà ha, mã số 47. Rất là lụm. 47 nha chị. Mã số 48 này đi. Mã số 48 có một cái thôi. 48 nó lạ mà nó đẹp nữa. Mã số 49 ha. Cái em đeo là mã số 49. Kính này em không biết size đâu chị. Cái này nó có một cỡ, nó một cỡ vậy thôi chứ không có biết là size mấy.
này là kính nam mã số 50 là cái cuối cùng nha các chị nha. Rồi em like cái khác cho các chị ha. Kính còn nhiều lắm, còn bao la luôn á, đen không có hết. Cho nên bữa sau em like tiếp kính cho các chị. Còn hôm nay là chị có mình like cho tới cái 50, mã số 50 nha. Đó là cái kính nam, mã số 50 là cái kính nam nha các chị. Màu đen ha, là màu đen. Đồng giá là 450 một cái nha chị Nghĩa, Nguyễn Nghĩa. À, một cái này nữa là mã số 51, có một cái một thôi. Đó là trái gương màu hồng 51. Rồi em lại tiếp cái khác cho các chị. Hỏi bên uống nước không? Cho nó uống nước đi. Cho nó uống nước nhiều quá. Vậy hả? Mà nãy ba gọi hả? 51 em chốt cho chị Huyền Trang. Có kính nữ trồng kính tròn không nguyên, kính nữ trồng kính tròn nhiều lắm. Em chốt cho chị Huyền Trang nè, thank you chị. Ừ thì nó bỏ vô đi. Chốt mã số 50. Mã số 50 này là cho nam ha. Em chốt cho chị Võ Kiều Anh nè, thank you chị. Đừng có chọc bên. Bên đang bệnh. Rồi kính hôm nay mình dừng ở đây ha. Kính tròn tròn để hồi có gì em chụp cho chị bỏ hình nha. Hồi nãy giờ đeo qua hết rồi, giờ đeo lại thì mất thời gian á. Cho nên có gì em chụp hình em gửi qua tin nhắn cho chị. Giờ em like tiếp cho các chị cái sản phẩm khác thôi các chị ha. Cái sản phẩm khác ở đây nha. Đó là cái thôi khỏi mày nha, mày bây giờ bằng đây là cái áo, đây là áo của hát anh em nha các chị nha. Đây là áo của hát anh em thì ở đây á là có hai cái màu xanh với lại ba cái màu đen bông giống giày. Túi hôm nay không có like túi, là túi hôm trước có một ngày em like túi rồi cho nên không có like túi hôm nay đâu chị. À, thì áo này là áo mới ha. Cái này là hàng của H&M nha các chị nha. Đây là cái mác của nó, cái nào cũng còn nguyên mác hết. Cái kiểu áo này nó là cái kiểu áo bẹt vai á, cái kiểu áo bẹt vai. Thì ở đây có size S, size M. Thì em á là em 51 kg, em cao 1m62 thì em mặc cái áo này là em mặc cái áo size S. Thì nó co giãn rất là tốt. Thì nó là tay dài, cái thùng của nó dày dặn mà co giãn tốt lắm. Tay dài. Chị nào muốn lấy cái này á thì cái áo này á giá là 250 một cái nha các chị nha. Cái áo này thì giá là 250 cái. Cái này á thì cái em đang cầm là size S nè. Size S thì tầm khoảng từ 53 kg đổ xuống. Tầm 53 kg đổ xuống chẳng hạn như cao tí, còn chẳng hạn như 1m50, 52 á thì sẽ mặc size M. Còn cái này là size S. Giá là 250 một cái. Đó là cái áo bẹt vai. Để em mặc thử vô cho các chị coi ha. Mặc thử vô cho các chị coi. Hồi trước á em like cái này ở Úc á, bán rất là nhiều, rất là chạy. Này là cái áo size S nha. Thì thường thường em mặc á là em mặc cỡ giống giày nè, không có cái áo ở bên trong á thì nó đẹp lắm, mặc nhìn nó đẹp lắm. Đây là nó thun, nó co giãn cho nên mình mặc co giãn được hết. Mặc với lại quần sọt, quần dài, quần đêm, chân váy, hoặc là các chị mặc chân váy mà nó lên tới đây nè, đẹp lắm. Thì cái áo này của hát anh em 250 cái. Chị nào muốn lấy thì các chị nhắn là áo bông ha, size S, size cái này size S luôn nè. Ba cái này size S hết á. Còn cái màu này á thì có size L nè, size L. Size L thì cho tầm khoảng từ 60 kg ha, 60 kg.
58, 60, 61 ký chẳng hạn là mặc size L được. Cái màu xanh này thì có size L, 250 một cái nha các chị nha. 250 một cái. Màu xanh này có size S với lại size L. Còn các em đang mặc là size S. Mấy bữa mặc với lại quần mà chân váy đó tới đây nè, hoặc là quần sọt, quần jean đẹp lắm, là cái áo bẹt vai. Chị nào muốn lấy thì các chị lấy 250 một cái. Livestream hả? Làm cái gì mà tự nhiên nó nói mẹ livestream vậy? Nghe nó không? Em ngủ đi. Em ngủ đi. Nằm đâu đâu. Em nằm la mấy ngày trời cũng hồn mất vía luôn. Ly nè. Rồi, ở đây em có 3 cái tiếp sữa rửa mặt của Rosanna ha các chị ha. Thì đang sẵn tiện ở Việt Nam á, thì còn những sản phẩm nào á thì em sẽ like cho các chị cái sản phẩm nào mà sale rẻ thì em nhắn cho các chị biết cái sản phẩm sale rẻ. Đây là cái sữa rửa mặt của Rosanna. Sữa rửa mặt của Rosanna thì cái này nó làm trắng da nha các chị nha. Cái thương hiệu Rosanna này nó có kem, nó có serum, nó có sữa rửa mặt, nhưng mà đặc biệt á, cái đặc biệt của nó là rất là sáng trắng da. Không chụp đi. Nó là sáng trắng da, nó từ là ngọc trai nè, nó từ cái ginkgo seed nè, nó từ cái hạt đào nè, nó từ apricot là hạt mơ nè. Rồi những cái tinh chất đó nó quyện vô trong cái chai sữa rửa mặt này. Cái tip này là sữa rửa mặt, cái dạng của nó là cái dạng sữa giống vậy, khi nó không có cái siêu đâu, khi mà mình mở ra là mình xịt ra mình rửa thôi. Nó là cái dạng giống giống như gel nhưng mà nó màu trắng. Thì khi các chị rửa cái này nó sạch sâu từ ở bên trong á. Thứ hai nữa nó giúp cho cái da của mình, nó giữ ẩm cho cái da của mình, nó cân bằng lại cho da. Thứ ba nữa nó căng cái da mặt ra, đặc biệt giúp cho da của mình trắng sáng. Đó là cái sữa rửa mặt Rosanna, cái thương hiệu Rosanna là như vậy. Thì á, cái này á, giá của cái tiếp sữa rửa mặt Rosanna này á là 350 một tiếp. Hôm nay em sale cho các chị á, thì cái này 300 một tiếp nha các chị nha. Hôm nay em sale cho các chị là 300 một tiếp. Một tiếp của nó là 100g ha các chị ha. Một tiếp của nó là 100g. Thì ở đây có 3 tiếp cho nên còn giá là 300 ngàn một tiếp nha. Đó là sữa rửa mặt trắng da của thương hiệu Rosanna. Thì lúc trước á, khi mà hàng về Việt Nam mình, lúc trước em đều bọc là em ký tên giống nhau hết nè. Thì ở đây có 3 chai đó. Hạn sử dụng của nó còn lâu lắm. Hạn sử dụng của nó là tháng 8 năm 2022 nha các chị nha. Không phải là hạn gần đâu. Hạn sử dụng của nó thì còn xa, tháng 8 năm 2022. Chị nào muốn lấy cái sữa rửa mặt trắng da Rosanna thì các chị lấy. Rửa xong cái da của mình đó, nó rất là mềm. Lúc trước á, là lần đầu tiên là em xài cái Lanoper. Xong sau đó em bán là em đổi qua cái sữa rửa mặt trắng da của Rosanna này nè, là em xài cái loại này. Thì khi các chị xài á, cái bọt của nó không nhiều lắm mà cũng không ít, cái bọt của nó lên cũng vừa phải, mà cái mùi của nó thơm, và đặc biệt căng da của mình rất là trắng da. Thì hôm nay em sale cho các chị là còn 300, rất là rẻ. Các chị cứ các chị cứ tìm hiểu cái thương hiệu trắng, cái thương hiệu của Rosanna. Nó có kem, nó có serum, nó có sữa rửa mặt, nó là nguyên một bộ của nó đó, là kem sữa. Nhưng mà ở đây còn 3 tiếp sữa rửa mặt thì em sale rẻ cho các chị là còn 3 tiếp ở đây. Thì chị nào muốn lấy thì các chị lấy. Hạn sử dụng còn xa lắm chứ không phải là còn ngắn hạn mà em sale đâu, vẫn còn xa. Nhưng mà ngay cái dịp Tết này á, thì em về Việt Nam thì sẵn mình còn cái gì thì em sale cho các chị cái đó. Thì các chị mua được trong những cái like từ giờ tới Tết thì mình sẽ mua được nhiều món rất là special, rất là rẻ nha các chị nha. Đó, thì còn 3 tiếp nè. Em chốt cho chị Nga Hiền một tiếp sữa rửa mặt Rosanna 300 một tiếp nha. Thank you chị. Rồi chị Trần Tuyền, số điện thoại là 783 đôi một tiếp sữa rửa mặt Rosanna 300. Người thứ ba đó là chị Trinh Lê, lấy em một tiếp sữa rửa mặt nha. Dạ rồi, người thứ ba đó là chị Trinh Lê nha chị. Thank you chị Trinh Lê. Này là chữ ký á, cho nên nó loang ra đó. Này là chữ ký của em lúc trước, nó loang ra. Nhiều khi các chị mở cái bọc ráp này ra, nó có dính dính vô trong nhưng mà nó hoàn toàn là mới hết đó.
đó. Rồi chị Trúc Quỳnh ơi, hết rồi, cho nên ba người là em có ba cái là em chốt cho ba người, chị Trúc Quỳnh không có hết rồi nha chị. Nếu mà chị Trúc Quỳnh muốn á thì chị lấy cái loại này là cũng y chang như vậy luôn. Ở đây em cũng còn ba tiếp, thì cái này em cũng còn ba tiếp luôn nè. Thank you chị Trần Tuyền, thank you ba chị. Hello anh Huy Nguyễn. Thì ở đây cũng còn ba tiếp. Cái này á là hồi nãy em nói cái lần đầu tiên mà em qua Úc là em xài cái Ladopher này nè. Cô ông xã em cho đó, xài rất là sướng, rất là thích. Thì cái tiếp này á, cái giá của nó cũng là 300 ngàn một tiếp. Nhưng mà hôm nay em sale cho các chị là 270 ngàn một tiếp nha. Cái này là dạng keo. Đó, nó là dạng keo trong của thương hiệu Ladopher. Thì đây, khi mà các chị mở ra thì cái này thì nó có cái seal, nhưng mà cái sữa rửa mặt Rosanna là mở ra rồi xài luôn, nó không có cái seal này ha. Tùy theo loại nha các chị nha, tùy theo loại. Thì cái tiếp này cũng là 100ml luôn, cũng của Úc sản xuất luôn, của thương hiệu Ladopher, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Úc của mình. Thì nó là từ cái nó nè, nó từ cái vitamin với lại khoáng chất, tất cả loại vitamin với khoáng chất, nó là cái dạng keo mà khi cái sữa rửa mặt nó là trong đó. Cái này các chị xài xuống nhữ nó, khi mà các chị rửa mặt á xong rồi cái da mặt nó mịn như da em bé luôn á, nó rất là sạch, nó rất là mềm, rất là mịn. Thì 270 ngàn tiếp ha, 270 ngàn tiếp. Ở đây em có ba tiếp, thì sữa nó cũng không có thua gì Rosanna hết á. Đây là cái sữa mà là đầu tiên em lấy. Rồi chị Ái Linh Mai, chị muốn lấy 2 tiếp thì em bán cho chị 500 cho 2 tiếp. Thì ở đây em còn ở đây đó. Achu là 500 ngàn một gói nha chị, tí đi bỏ ơi. Sữa tươi Achu á là 500 ngàn một gói nó là 1 kg. Từ từ em lấy cho chị coi. Rồi em chốt cho chị Ái Linh Mai 2 tiếp này nha. 2 tiếp này giá là 500 cho 2 tiếp, thank you chị. Gửi đồ cho chị Loan Nguyễn Nguyễn rồi, em đổ cho chị chocolate rồi, sô cô la rồi nha chị nha. Gửi rồi chị, chắc 2-3 ngày là chị nhận được à. Đó, à, chị Trúc Huỳnh muốn lấy thì chị lấy, còn không thì chị đợi sữa rửa mặt này rửa ok lắm. Thank you anh Huy Nguyễn. Anh Huy Nguyễn có lấy nhiều lắm, màu xanh với lại màu hồng nè. Nó có màu xanh là cái hạt cát, còn màu hồng là cái treo, cái màu hồng là treo. Đó là cái sữa rửa mặt. Em nhớ mãi luôn là cô của ông xã em lần đầu tiên qua cũng mới nói Quyên xài cái sữa rửa mặt này đi, tệ lắm. Mà đúng là nó mịn cái da mình thiệt, xài xong cái da mặt mình mịn như da em bé vậy đó. Đó là cái sữa rửa mặt Ladopher. Thank you chị Linh Mai nha. À, rồi sữa tươi Achu á thì đây là một cái dòng sữa tươi rất nổi tiếng của Úc, cho nên em mang về rất là nhiều. Nhưng cái dịp mà em về Việt Nam cái đợt này nữa ha, thì chẳng hạn giống như nho khô nguyên cành nè, em về nhiều lắm cho cái đợt Tết của mình. Bánh kẹo đồ ăn rất là nhiều. Vợ anh xài nó ok. Thank you anh Huy Nguyễn. À, thank you anh. Rồi sữa tươi Achu nè, có nhiều loại em mang rất nhiều, em về rất là nhiều cho cái dịp Tết của mình đó. Cho nên cái sữa tươi Achu này nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Úc. Nó là dạng sữa tươi nguyên kem. Chị một ký nho và serum bạc gửi luôn. Hồi hôm trước chị Nga Hiền là còn cái đơn chị đổi lại là cái serum bàn 24k màu bạc. Vậy ngày mai em làm đơn em gửi cho chị Nga Hiền luôn nha. Là 1 kg nho khô nguyên cành ha. Em chốt cho chị Nga Hiền 1 kg nho khô nguyên cành. Nho khô móng tay nguyên cành. À, bao nhiêu ta? 601 1 kg. Với serum bạc 24k là 500. Tặng cho chị một miếng mặt nạ sữa dê 8 phút. Với lại cái sữa rửa mặt với lại cái món gì nữa chị có chốt hồi trước em coi lại đơn. Rồi em ghi cái đơn cho chị ha. Thank you chị. Rồi sữa tươi nguyên kem thì 500 ngàn một ký, một bịch một ký nha các chị nha. Cái này thì giá em bán được cho các chị là 500 ngàn. Thì thay vì các chị cho con mình uống, thứ nhất là sữa tươi ở Việt Nam á, nó pha nhiều lắm. Nó đa số nó là nước, nó chỉ có ít sữa thôi. Nó không có nguyên 100% là sữa. Còn cái này là 100% nó là sữa tươi nguyên kem của New Zealand sản xuất, rất nổi tiếng ở bên Úc của mình. Bổ sung canxi cực kỳ cao. Nó bổ sung canxi rất là cao trong này. Nó bổ sung protein, năng lượng, vitamin, đủ thứ ở trong này hết. Cho bé từ 1 tuổi trở lên nha các chị nha. Thì ở trong này nó sẽ không có cái muỗng, nhưng mà nó có cách pha ở đây nè. Mình sẽ pha khoảng là 250ml. Thì mình sẽ pha khoảng
tầm là 35 gram. Thì một cái ly cao vậy đúng không, các chị sẽ pha khoảng một cốc sữa vậy. Nó không cần sát sao chính xác giống như là sữa bột cho bé. Thì cái này á, các chị có thể dùng vừa là cái này, xong các chị bỏ một hai muỗng Milo khuấy lên cho bé nhà mình nó uống thay đổi, hoặc là các chị pha nó không thôi. Còn bé nhà nào mà ốm quá đó, ăn mà không có mặt mà ốm mà còi rồi này nọ, hoặc là mọc lâu lớn á, thì các chị cho cái này, các chị mua thêm cái hộp sữa bò non á, hoặc là Beriasu gì đó, pha sữa tươi này cộng thêm một muỗng ghi vô nữa, bé nhà mình đủ chất cực kỳ luôn. Mà bé nó sẽ, nếu mà mình ép bé nó uống được ngày 2-3 lần nó sẽ tròn trịa lên hẳn. Ngay cả người lớn của mình cũng vậy luôn. Nếu mà các chị mà ăn mà muốn lên ký, không lên ký á, hoặc là các chị muốn bổ sung canxi này nọ đó, thì nó có cái sữa này nha. Đó là sữa tươi Aichu, uống nó rất là thơm mà nó béo nữa. Cái sữa Davanel thì nó lạc hơn, còn cái sữa tươi Aichu này thì nó béo hơn. Nó đó là sữa, đó là cái vị sữa đó, thì em nói cho các chị mà uống nó thơm nó ngon lắm. Chị nào muốn lấy cái bịch sữa tươi Aichu này thì giá là 500.000 một ký nha các chị nha. Đó, nó rất là nổi tiếng của Úc. Chị bé bình thường thì uống Aichu không được hả chị? Đúng rồi, bé bình thường uống Aichu thôi là đủ rồi, không có cần thêm cái gì hết trơn á. Nhưng bên nhà em á là nó không uống sữa bột, tại vì nó tròn rồi, cũng không Beriasu, cũng không uống sữa khác, chỉ có sữa tươi thôi. Thằng bé nó uống cái sữa tươi là sữa tươi Aichu. Rồi về đây á thì nó uống Davanel cái hộp bằng nước, thì mang về cái đó thì nó hơi nặng ký, nhưng mà nó cứ cầm đó nó hút thì nó cũng tiện, cho nên nó vừa uống cái sữa bột, nó vừa uống sữa cái hộp. Bình thường thì các chị pha cái này pha được 7 cho tới 8 lít nước. Đó là cái sữa tươi Aichu 500.000 ký nha các chị nha. Có sữa cho người tiểu đường không bạn? Chị Trinh Nguyễn ơi, sữa cho người tiểu đại à, sữa cho người tiểu đường thì cái này là Glucena. Cái này là Glucena, em có hai loại, sữa Ensu với lại Glucena ha. Glucena này là sữa Ensu mà dành cho người tiểu đường. Cái vị của nó là vanilla luôn, nhưng mà đặc biệt dành cho người tiểu đường. Thì nó sẽ không có ngon bằng cái Ensu mà vanilla đâu, nhưng mà nó dành cho người tiểu đường. Hôm em anh thấy em có rủ XO không, không anh Huy Nguyễn ơi. Em có Gold Label nè, em có Chivas 18, Chivas 21. Em không có mang rủ XO về, em không mang XO về nha. Còn này Glucena thì bên em á là 950 một hộp, 950.000 một hộp. Một hộp nó là 850 gram ha, một hộp của nó là 850 gram. Cái này là dành cho người tiểu đường, uống một ly này nó cung cấp đủ chất như là mình ăn một bữa cơm á, giống như là ba ly nè. Nó ăn cơm từ lúc nào có gì ấy sữa cho nó uống thì khoảng tầm 10 giờ mấy rồi kìa. À, vậy thôi, đợi chút xíu nữa mày nghỉ rồi mày đút cho. Thì cái hộp này là 950 một hộp ha. Nếu mà ở nhà mình có người tiểu đường á thì các chị muốn bổ sung cái này mà sợ đường thì các chị sẽ uống cái sữa Glucena. Uống vào buổi sáng, không ăn sáng thì các chị uống cái này, hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ đó, nó cung cấp đủ chất cho mình luôn á. Đủ chất ở trong này luôn. Còn hơn là mình ăn cả với một bữa ăn nữa. Thì một lần mình phải ra 5 muỗng cho 200ml nước rồi mình khuấy lên uống thôi ha. 950 một hộp. Còn sữa Ensu thì 850 nha các chị nha. Sữa Ensu thì 850 một hộp. Đó là sữa Ensu. Còn này là bông tẩy trang nè, em mang về rất là nhiều cái bông tẩy trang của La Cura. Này là cái bông tẩy trang ha các chị ha. Bông tẩy trang màu tím La Cura. Trước giờ em vẫn mang cái này. Thì chị nào muốn mua bông tẩy trang má em á thì má em lau mặt bằng cái bông này nè. Hoặc là hồi xưa em hay cắt bông gòn ra lau, không lau bằng khăn đâu. Lau bằng bông gòn mình thấy được cái mặt mình nó dơ, với lại nó mềm, nó không bị đau đó. Thì má em lau bằng bông gòn như này. Rồi em mua này cho má xài thì nó là cái bông tẩy trang. Để khi mà các chị make up về đó, các chị xài sử dụng cái này với lại cái gì ta? Cái... cái này, cái nước tẩy trang hoặc
nước tẩy trang khi mà make up xong hoặc là các chị đi bụi bẩn mà dơ quá thì rất là cần cái bông tẩy trang này để lấy nước tẩy trang mình lau mặt. Một bịch này có 80 miếng thì em sale cho các chị giá là 100.000 một bịch. Chị nào muốn lấy thì các chị lấy. Chị nào lấy hai bịch đó thì giá là 180 cho hai bịch thôi. 180 cho hai bịch nhưng mà một bịch thì giá là 100 nha các chị nha. Đó là cái bông tẩy trang một bịch này nó có 80 miếng ha. Chị giữ kính số 18, xạ số 15 và 20 để lấy hai túi sữa. Khoan khoan nha. Hồi nãy em không biết. Nãy em không biết là em có ghi cái số không. Nhưng mà chị Ái lên mai rồi. Ngày mai em gửi cho chị cái hình chị lấy cái nào rồi không lấy cái nào á thì chị nốt vô cái hình cái kính của chị cho em. Rồi có gì em xả cái đó ra cho chị nha. Chứ bây giờ thì không có kiếm được thì để em ghi vô đây. Rồi khi nào mà chị lấy cái kính nào hay không lấy cái kính nào thì chị nhắn cho em bỏ cái đó, ngày mai em chụp cho chị ba cái kính của chị chốt ha. Rồi chị nhắn cái nào lấy cái nào không lấy. Rồi chị lấy một cái đúng không? Rồi để lấy hai túi sữa được không Nguyên? Rồi em chốt cho chị hai túi sữa A Trương ha, để cho pha cho bé nhà mình nó uống. Em chốt cho chị Ái lên mai hai bịch sữa A Trương ha. Còn này là bông phấn, bông tẩy trang á. Chị nào muốn lấy bông tẩy trang thì các chị lấy. Còn nếu các chị muốn được tặng cái bịch bông tẩy trang này á thì em sale cho các chị đó là cái nước tẩy trang á. Nước tẩy trang sale là 450 cái, em tặng cho các chị cái bông tẩy trang. Hai bịch bông tẩy trang này là 180. Hai bịch bông tẩy trang là 180 nha chị Thanh Huyền ơi. Chị nào lấy một bịch thì 100 mà hai bịch thì giá là 180. Mai em chụp cho chị rồi chị coi. Mai em chụp em gửi qua đơn qua cho chị rồi chị coi. Hai bịch bông tẩy trang là 180. Chị có bán nước xả dạng viên không? Nước xả dạng viên á, hôm bữa có về hôm bữa anh hộp nước xả dạng viên nhưng mà thứ ba mới tới, thứ hai hoặc là thứ ba mới tới. Cho nên bây giờ thì chỉ có nước xả vải bằng nước thôi, chứ còn dạng viên thì bây giờ hiện tại thì chưa có. Đây là cái chai nước, cái chai nước tẩy trang nè, cái chai nước tẩy trang ha. Chị nào muốn lấy thì các chị lấy. Đó là cái chai nước tẩy trang 450 chai, 400ml em tặng kèm cho các chị cái bông tẩy trang nha các chị nha. 450.000 chai. Chai này là 400ml một chai ha. Để em lấy nước xả vải cho các chị coi. Còn nước xả vải ở đây á thì em có cái loại này. Cái nước xả vải này là của Úc sản xuất, nó là nước xả vải đậm đặc, nó nằm trong cái bịch này. Một bịch nó có 300ml thì mình sẽ pha với lại 2 lít nước. Các chị lấy cái bình bỏ 2 lít nước trắng vô, cắt cái bịch này đổ ra ha. Xong rồi mình lắc lên rồi cứ để vậy xài, khi nào hết thì thôi. Rồi mình xài giống y hệt như cái nước xả vải bình thường mình mua ở Việt Nam mà nguyên chai vậy đó. Thì cái này là nước xả vải đậm đặc ha. Nó là của Úc sản xuất, của Hiệu Cất đi. Cái này thì nó thơm. Nó ở đây em có hai màu, màu tím thì nó sẽ thơm cái hương hoa lavender. Các chị dùng cái này vô trong tủ của mình nó cũng thơm nữa, nó rất là thơm. Còn màu trắng thì nó thơm cái hương hoa lan. Cái hương hoa lan này thì cái mùi thơm nó nhẹ hơn cái mùi hương hoa lavender một chút. Một bịch như vậy giá là 270.000 bịch. Chị nào lấy hai bịch thì giá là 500. Đó là nước xả vải của Úc sản xuất nha các chị nha. Mùi thơm rất là dễ chịu. Nó không có thơm nồng nặng giống như cơm comfort với lại downy ở Việt Nam đâu. Nó không thơm thêm kiểu đó. Nó thơm rất là dễ chịu. Nó làm cho cái vải của mình rất là mềm, an toàn cho cái da của tất cả người lớn của mình hoặc là cho bé. Nếu các chị có bé đó thì cái này là cực kỳ an toàn cho da của bé. Mùi thơm rất là dễ chịu. Đó là cái nước xả vải đậm đặc hết đi của Úc sản xuất nha các chị nha. Mình pha được với 2 lít nước. Cái này 300ml nữa là 2 lít 3 rồi. Mình cứ dùng dần thôi. Mỗi lần mình đổ nắp vậy đó. Dùng mấy
vô cái chỗ mà bỏ nước xả của máy giặt đó, giá là 270 bịch, 2 bịch thì 500. Còn cái nước tẩy trang này á, nó không phải, nó là của cái nước tẩy trang này, để em coi. Poland là phần, Poland là Phần Lan. Cái nước này là của Phần Lan. Có xà bông cục để trong tủ cho thơm quần áo. À không có nha chị Bùi Phương Thị Nhật ơi. Em không có bán xà bông cục để trong quần áo, để trong tủ cho thơm, cho thơm quần áo, không có chị. Em không có cái loại đó. Sau này để em qua Úc lại để coi làm sao. Nhưng mà hiện tại ở Việt Nam thì không có. Mới để chỗ nào để? Rồi, thì tất cả những người mà bán hàng ở Úc thì không có ai mà không có cái kem dưỡng da của Úc hết trơn á. Cái này là cái kem dưỡng da ngọc trai, Lanoper ha các chị ha, Lanoper. Nó là vitamin E cream. Thì cái thương hiệu Lanoper nó sẽ làm cho mình một cái kem dưỡng da mặt của mình rất là... Đúng rồi, mua chai nước tẩy trang là được tặng cái bông tẩy trang đó chị Nguyễn Ngọc Thu Thủy ơi. Đúng rồi nha chị. Rồi, nó ở trong này nó có là hoa anh thảo ở trong này ha. Rồi nó có collagen, collagen để cho mình trẻ hóa cái da. Đẹp da, căng da mặt. Lanolin là cái chất làm mềm da, không bao giờ bị khô gai, nhất là mịn da, căng da mặt của mình, làm cho da mặt của mình nó trắng sáng. Thì ở trong này nó có lanolin, nó có hoa anh thảo, nó có thảo dược, nó có vitamin E, đủ ở trong cái hộp kem dưỡng da ngọc trai của Lanoper này hết trơn á. Hôm nay á, ở đây em sale cho các chị cái hộp kem phòng trai Lanoper này giá là, hôm nay em sale cho các chị cái hộp này giá là 300.000 một hộp nha các chị ha. Giá là 300 một hộp. Hạn sử dụng là ngày 5 tháng 5 năm 2022 nha các chị nha. Chị nào muốn lấy hộp kem này, cái này nó rất là lành tính, nó thích hợp cho mọi loại da ở Việt Nam của mình. Hanh khô rồi da mà bị giống như là đen mà sần sùi, không có, nhiều khi hồi trước mình xài những cái kem mà bị hư da hoặc là cái da mình khô quá, thì các chị đều xài cái kem dưỡng da này hết á. Nó là dưỡng cho da mặt của mình mỗi ngày mỗi ngày. Nó là cái kem của Úc sản xuất, cái mùi nó thơm, rất là dễ xài, lành tính. Mọi loại da mà da có mỏng, dễ bị dị ứng này nọ cũng vẫn là xài nó hết á. Thì các chị dưỡng mỗi ngày. Thì một hộp kem này giá là 300.000 một hộp, kem ngọc trai của Lanoper nha các chị nha. Nó có những cái công dụng đó đó. Thì một hộp như vậy là 100ml. Các chị cứ xài mỗi ngày 2 lần sáng tối. Cứ sáng tối các chị dưỡng thì các chị sẽ thấy cái da của mình từ từ nó cải thiện, nó khác. Rất là căng, rất là mềm mịn, xài sướng. Chị nào muốn lấy cái hộp kem của Lanoper này thì các chị lấy ha. Em chốt cho chị Mỹ Lương một hộp nha. Kem của Lanoper đó là 100% là của Úc sản xuất. Giá là 300.000 một hộp nha các chị nha. Em chốt cho chị Mỹ Lương một hộp nè. Chị nào lấy nữa thì các chị lấy. Đó là cái hộp kem dưỡng đó. Chị mua bít một hộp nha. Chị nào lấy nữa thì các chị lấy cái loại này. Em mang về cho nên cái này được sale rẻ, được sale giá rất là mềm, rất là special, rẻ. Sẵn ở đây á, thì có cái kem, có cái này là cái son dưỡng cù luôn. Chị mua bít một hộp này. Chị nào lấy nữa thì các chị lấy. Còn cái này là cái cây son dưỡng môi cù ha. Cây son dưỡng môi cù. Nó là cái loại son dưỡng môi không màu, không mùi, không màu. Khi mà mình đánh lên môi của mình á, thì thứ nhất là nó chống thâm môi, thứ hai là nó bớt thâm môi cho mình, thứ ba nữa là nó dưỡng cho môi của mình lúc nào cũng mềm, lúc nào cũng mịn, không bao giờ bị khô môi. Mình đánh mỗi ngày 2-3 lần, 3-4 lần. Hoặc là trước khi mình đánh son á, thì các chị đánh cái cây son dưỡng này trước. Nó là son dưỡng môi cù ha các chị ha, của Úc sản xuất. Dạ, em đang ngồi ở Việt Nam, em về Việt Nam được 2 tuần rồi.
nên chị bị luôn. Em về Việt Nam được 2 tuần rồi. Qua Tết ta thì em đi lại. Em bán cho tới khoảng tầm ngày 24-25 Tết á, thì chỗ giao hàng không có nhận gửi hàng nữa là xong xuôi rồi. Em về quê. Quê em là ở Lâm Đồng. Quê em là ở Bảo Lộc, Lâm Đồng á. Thì em về quê xong rồi qua Tết em xuống lại, xuống khoảng ít ngày là em qua bên lại, bên Úc. Em về lại Úc. Em chốt cho chị Thu Trần một hộp kem Lanoper nha. Thank you chị Thu Trần. Còn cái này cây son dưỡng môi cù. Đó. Thì các chị không xài son đi nữa, các chị cũng vẫn xài mỗi ngày 2-3 lần, 3-4 lần gì đó là các chị vẫn xài hết á. Các chị vẫn xài cái cây này nè. Khi nào xài hết thì thôi, cứ kéo lên đánh thôi. Dưỡng môi của mình ở bên Úc á, là mấy bé mà nhỏ nhỏ bé gái á, là từ nhỏ nhỏ xíu là đã xài tất cả kem dưỡng này rồi. Còn người lớn là ai cũng có xài hết á. Ai cũng có một ít nhất là một cây ở trong người hết trơn á. Phụ nữ của mình á, đàn ông cũng có xài. Tới mùa đông bên em nó bị khô môi á, đàn ông chồng em cũng vẫn phải xài đó. Không phải là điệu xài mà xài cho nó không có bị khô môi, mềm môi. Thì các chị cứ xài dưỡng này, cứ lúc nào cũng có cho bên mình hết á. Thì cái cây son dưỡng môi cường này á, hôm nay em sale cho các chị giá là 130.000 một cây ha các chị ha. Giá là 130.000 một cây. Một gói xạ vải màu tím em chốt cho chị Moon Bích. Một gói xạ vải màu tím nha. Thank you chị Moon Bích. Chị ơi có phấn nước không? Phấn nước thì ở đây em còn 2 hộp. Phấn nước không, bữa trước em mang về nhiều lắm mà bán hết sạch luôn. Còn đúng 2 hộp, từ từ em lấy cho chị Trần Tuyền con. Đợi em tí. Các chị có chốt son dưỡng môi cường thì các chị chốt ở đây, nó có nhiều màu nha. Cái Life Pin này á, nó là son của cái son của nó nè, màu xanh nè. Hoặc là các chị lấy cái màu đỏ này, nó có vitamin E với lại apricot. Thì nó chỉ là khác nhau tí xíu xíu thôi, cái màu của nó thôi, chứ dưỡng y chang nhau. Cái này là son sữa da nè. Sữa da nè ha. Cái sữa da thì lấy lại màu nào cũng y chang. Cái này là emu oil, nó là cái đà điểu. Nó có cái đà điểu ở trong này. Thì cây em xài qua, những cây này là cây nào em cũng xài qua hết trơn rồi. Nó tự giống nhau hết, dưỡng y chang nhau hết á. Đó. Thì em mang về nhiều cái này lắm. Chị nào muốn lấy thì các chị lấy. Cái này thì giá hôm nay là 130.000 một cây nha các chị nha. Của Úc sản xuất, hoàn toàn là của Úc sản xuất hết. Hạn sử dụng là năm 2022. Hạn sử dụng còn lâu lắm. Cho nên mình mua năm 2021, tháng 12 năm 2021, rồi tháng 10 năm 2022. Thì nói chung là cuối 21 với 22 hết. Cho nên còn lâu lắm. Đấy là nào cho bé, cái này là cho bé xài được hết. Bé nhỏ xíu, bé lớn, mười mấy năm, mười tuổi rồi này nọ là xài được hết nha các chị. Nó lành tính cho cái môi của mình nha, không có vấn đề gì cho khi mà mình sử dụng mà chẳng hạn như mình nuốt vô người không có sao hết trơn á, cho bé cho tới người lớn luôn. Này là son dưỡng môi không màu. Em chốt cho chị Mỹ Lương một cái dưỡng môi cừu ha, chị Thu Trần một cái dưỡng môi cừu. Nó là rất là an toàn, lành tính cho cái da của mình, cho khi mà mình nuốt vô không sao hết. Còn cái phấn nước thì ở đây em chỉ còn 2 cái thôi. Chị Châu Lý một dưỡng môi, một chai dưỡng môi nho thai cừu. Rồi em chốt cho chị Châu Lý một cái dưỡng môi nho thai cừu 130 nha. Thank you chị Châu Lý. Chị nào lấy 2 cây thì giá là 240, còn 1 cây thì 130. Đây nè, cái này là cái phấn nước. Mà cái loại phấn nước này á thì nó đắt tiền hơn tất cả những loại phấn khác. Lúc trước khi về em mua rất là nhiều về, nhưng mà bán hết sạch rồi. Bây giờ ở đây chỉ còn hai hũ thôi. Hai cái hũ này á, nó là phấn nước của Revlon mấy bữa em xài đó. Mấy bữa em hay xài nó đó, thì nó có cái chất chống nắng trong này luôn. Đó là phấn nước. Ở đây á, cái màu của nó là cái màu số 2 với màu số 3, là chỉ còn 2 hộp thôi. Số 2 nó sẽ hơi sáng sáng hơn một tí, nhưng mà không phải là trắng bóc đâu. Hơi sáng sáng. Số 3 nó là cái tông medium tự nhiên đó. Nó là medium tự nhiên. Thì cái này sale là 500.000 một hộp. Cái Revlon này nó đắt tiền lắm. Nó đắt tiền hơn những loại khác, nhưng mà xài rất là sướng. Tại vì em đã xài rồi á, cho nên các chị lấy, để thứ nhất là mình dưỡng, mình đánh ngày đêm gì cũng được hết á. Thứ hai nữa đó, nếu mà các chị đánh vào ban ngày á thì nó, các chị đánh vào ban ngày thì nó có chất chống nắng cho mình luôn. Thì cái hũ em, cái hộp này là cái hộp số 3 nè. Đó,
là còn hai hộp thôi nha các chị nha, tại vì em mang về nhiều mà bán hết là chỉ còn hai hộp thôi. Thì đây nè, ở dưới này nó sẽ có cái gương ở đây nha, cái màu phấn của nó ở đây. Thì mình sẽ xài cái này là cái phấn nước, mình đánh đậm nhạt thì tùy theo mình lấy nhiều hay ít. Thì em thử lên tay cho các chị coi ha. Thì mấy bữa lúc mà like á, mà ngày nào mà em có thời gian mà em make up á, thì em sẽ make ở trong bằng cái này. Nhưng mà em hay phủ thêm một lớp phấn phủ nữa. Thì cái màu số 3 thì nó nâu hơn tí xíu. Đó. Thì hình như ở ngoài thì em thấy rõ lắm, nhưng mà dơ lên trên like như vậy không biết các chị có thấy rõ không. Không biết là các chị sẽ có thấy rõ không nè. Nó rất là mịn mà cái màu nó đẹp lắm. Thì chỉ có 2 hộp, còn 2 hộp thôi. Em chốt cho chị An Bảo một hộp nha, màu số 2. Vậy là chỉ còn một màu số 3 thôi. Chỉ còn màu số 3 thôi. Riverlong này là của Mỹ. Cái Riverlong này là của Mỹ sản xuất hơn các chị ha. Rồi thường á, thường thường mà em đánh lên mặt của mình á, các chị đánh không cái lớp này thôi cũng đủ rồi. Nếu các chị muốn đẹp hơn mà mịn hơn, không bao giờ bị đổ mồ hôi mà nó ướt á, thì các chị sẽ phủ thêm một lớp phấn phủ nữa. Cái này là phấn phủ, cái này là của Ý sản xuất. Cái này là phấn phủ của Ý sản xuất nha các chị nha. Cái phấn phủ này á thì giá nó là 450 một hộp, nhưng mà hôm nay em sale cho các chị là 420.000 một hộp. Đó là cái phấn phủ của Ý. Thì khi các chị đánh cái phấn nước rồi đúng không, các chị sẽ phủ cái một phấn phủ. Một phấn phủ thì cái màu này vào tự nhiên. Khi các chị phủ lên cái phấn phủ này ha, nó thiệt là mịn. Nó mịn ơi là mịn luôn á. Nó rất là mịn trên da của mình, mà không bao giờ bị đổ mồ hôi ướt hết trơn á. Tại vì em xài rồi đó. Nó mịn cực kỳ cái phấn luôn. Thì cái hộp phấn phủ của Maybelline này á, cái hộp phấn phủ của Maybelline á, thì giá 450 em sale cho các chị là 420.000 một hộp. Nếu các chị muốn lấy cái phấn phủ thì các chị lấy. Chị An Bảo hộp số 2. Vậy chị Mỹ Lương một hộp số 3 nha. Rồi chị mua biết không có rồi. Em mua nhiều lắm á, mà hôm trước em bán hết rồi. Chỉ còn 2 hộp thôi. Cho nên chốt cho chị Mỹ Lương cái hộp số 3. Chị An Bảo hộp số 2 là hết rồi. Chị mua biết đợi khi nào em qua Úc lại nha. Còn cái phấn phủ thì 420.000 hộp của Maybelline. Cái tông màu của nó là tông màu tự nhiên đó. Thì các chị phủ lên á, nó mềm, nó mịn lắm. Nó không có bị, không bao giờ đổ mồ hôi ướt, mà nó mịn hết trên cái mặt của mình luôn. Thì lúc nào em đánh phấn nước xong em cũng đánh cái lớp phủ lên hết trơn á. Nho móng tay khô bao nhiêu một ký nguyên cho chị coi. Ok chị Phương Bùi Thị Nhật. Nho móng tay 1 kg em bán là 410.000 một kg nha các chị nha. Em bán là 410.000 kg, để em lấy cho chị coi. Thứ nhất em ơi, mai chị nhắn cho em nha. Ok chị Mỹ Lương, chị nhắn cho em trong tin nhắn cái chị nhắn cho em trong tin nhắn cái số điện thoại, địa chỉ ha. Hồi nãy hình như chị cho chị gói sữa tươi nữa nha. Em chốt cho chị mua mít một gói sữa tươi. Từ từ đã, để con mở cái hộp này ra cho các chị coi. Cái hộp này là cái hộp 1 kg nha các chị nha. Này nè, thật ra là của Úc sản xuất hộp 1 kg. 100% là natural, nó là 100% nó là tự nhiên. Lấy cho em một cây son nhau thai cừu nha. Em chốt cho chị nắng mai cây son nhau thai cừu nha. Thank you chị nắng mai. Còn hai cái đều nhau con mới mở được. Từ đây. Rồi. À, cái này thứ nhất á, là mình mua để dành cho gia đình của mình dịp Tết sử dụng. Thứ hai nữa, nếu các chị có tặng, có biếu cho thầy, cho cô, hoặc cho người thân, hoặc cho khách hàng này nọ đó, thì các chị biếu thử một ký nho khô nguyên cành. Thứ nhất, vừa ngon, vừa sang trọng, vừa ai cũng thích hết. Nho móng tay nguyên cành đó, cái trái nho móng tay nó sẽ là màu đen đen, mà thường thường trái nguyên móng tay nó dài nha. Trái nho bình thường của mình tròn tròn vậy đúng không, trái nho nguyên cành là nó dài như vậy nè, nó dài xuống nó đen. Thì cái hộp này là một ký, nó nằm ở trong này. Thì cái này còn nguyên cho nên em không đụng vào trong này lên. Em lấy ở ngoài đây là cái hộp nhà em ăn đó. Em lấy ở ngoài đây cho các chị coi cái cành của nó ha. Cái cành của nó nè,
nó màu nâu nâu đen đen, nguyên cành nguyên cành nguyên chùm như vậy hết. Cái này là do nguyên cành cho nên nó nguyên cành. Các chị biết nếu cái chùm này nè mà nó mà là tươi á thì nó bự bao nhiêu, nó nặng bao nhiêu không? Nó rất là nhiều. Nó chị các chị nhìn nó xum xuê trái hết, nó nhiều. Mà nó tươi nó rất là nặng ký, khô lại á, một ký như vậy thì nhiều lắm. Đó một ký giống vậy là nó nhiều lắm nè. Đó, thì nguyên cái cành nguyên cái chùm vậy nè. Thì các chị tưởng tượng tươi nó nhiều cỡ nào. Thì cho cái trái nho này á giá là 650 ký, à quên sorry, 610.000 một ký nha các chị nha. Thì nguyên trái vậy á thì mình sẽ bứt ra nó dễ, mình ăn á thì nó dẻo ha, nó mềm, nó hơi ngọt ngọt, không ngọt cắt nha các chị nha, hơi chua chua, nó dẻo, nó mềm, ăn rất là ngon. Đó, nó dai mà nó dẻo, nó mềm mà nó không có ngọt cắt, hơi hơi ngọt ngọt thanh thanh. Có trái nó chua chua hơn tí, có trái nó ngọt ngọt hơn tí, tùy theo trái chứ không phải giống nhau, tại vì nó hoàn toàn là tự nhiên. Em chúc cho chị Moon Bích một bịch sữa tươi A2 ha, thank you chị Moon Bích. Đó, thì nếu mà dịp Tết các chị có biếu á thì các chị thử, thường thường mình mua một hộp bánh mà đắt đắt tiền á cũng tầm khoảng 300-400 ngàn, 400-500 ngàn rồi, thì cái hộp nho nguyên cành một ký, cái hộp đẹp nhà mà ngon như vậy á chỉ có 610.000 một ký thôi. Chị nào muốn lấy thì các chị lấy nha các chị nha. Đó, thì em về cái này nhiều lắm, năm nay hơn năm nay có, năm trước không có, năm trước không có cái nguyên cành này, đó là cái nho nguyên cành cho cái năm nay. Mình cứ để từ giờ tới Tết không vấn đề gì hết. Các chị mà ăn á, thì các chị muốn giữ trong ngăn mát tủ lạnh cũng được, không thì các chị cứ cứ để ở ngoài không sao hết trơn á, không có vấn đề gì hết, tại vì nó là tự nhiên, nó là phơi trong vòng 1 tháng trời ở nhiệt độ 40 độ C thì nó mới khô được giống như vậy, cho nên nó không có bị hư. Mỗi năm thì chỉ có một mùa thôi chứ không phải là quanh năm. Nho khô trong bịch thì có quanh năm, nhưng mà nho khô nguyên cành đó là nó chỉ có một mùa thôi. Cái mùa gần cuối năm hoặc mùa Christmas, mùa Tết gần cuối năm á thì nó mới có, mỗi năm có một lần nha các chị nha. Chị nào muốn lấy thì các chị lấy. Đó là một hộp một ký. Một hộp một ký giá là 601. Nho móng tay em nhớ trái màu đen, đúng rồi. Nó là màu nâu màu đen nè, các chị nhìn không? Nó nâu đen giống vậy đó. Đó, chị nào muốn lấy thì các chị lấy. Còn bình thường nếu mà không phải là nho móng tay á, thì nó sẽ là loại tròn. Em có cái loại tròn luôn kìa, nó là màu dạng nho xanh á, thì nó, khô nó sẽ thành là vàng vàng. Còn cái nho móng tay á, nó đen đen, nâu nâu, tùy theo cái cành. Rồi, em chốt cho chị Lana Phan 1 ký nha. Để ở ngoài được, các chị để tới qua Tết á, để ở ngoài được tầm vài tháng á, các chị để được tới qua Tết. Của Úc nha chị Trần Trinh ơi, em bán là hàng của Úc. Cái này là nho của Úc sản xuất 100% Australia. Đây nè. Nè, Australia nè ha, 100% natural. Nó có cả cái này giống gì đây. Nè, nó có cả cái địa chỉ nè. Chỗ cái farm của nó có cả địa chỉ này nọ trên này luôn nha các chị nha. Rồi, chị nào muốn lấy thì các chị lấy. Đó là cái nho con nguyên cành ký. Chốt cho chị là Lana Phan ký. Em bán nhiều lắm rồi. Nho khô nguyên cành không có dễ mua được đâu. Còn nho tròn á, thì 580 một ký. Chị bán, em bán ở Úc nhưng mà em đang về Việt Nam được 2 tuần rồi á, thì em ở đây là Bầu Cát. Chị Hoài Vũ có muốn tới á thì chị cứ nhắn cho em tin nhắn trong inbox á, chị inbox cho em rồi em gửi cho chị cái địa chỉ, rồi chị muốn tới thì chị tới nha. Còn nho tròn thì 580.000 ký. Ba lấy giùm mẹ hộp nho tròn kia các bạn. Nho tròn thì em gần hết rồi. Nho tròn thì em chỉ còn 3 ký thôi, 580.000 ký. Em chốt cho chị Phương Bùi Thị Nhật 1 ký, 1 ký nho khô nguyên cành 601 nha, thiên kiều chị. Chị Phương Bùi Thị Nhật có cho em số điện thoại chưa ta? Nếu mà chưa cho số điện thoại thì chị cho lại cho em số điện thoại nha. Chị
chị mới nhận 13 thùng nho. Chị mới nhận 13 thùng nho này, mua hàng em đúng nhận hàng Úc đó. À, Vũ nó mới vừa lao cho vừa giao cho chị Linh Nguyễn á. Chị Linh Nguyễn mới nhận 13 thùng á. Chị Linh Nguyễn chị mở cái thùng nho ra, chị lấy thử, chị nhìn thử cái nho nguyên cành để chị ăn thử giùm em trái rồi cho xin feedback nha. Là cái nho nguyên cành, còn cái này á thì em chỉ còn 3 hộp thôi. Cái nho mà tròn thì em chỉ còn 3 hộp thôi. Nó là nguyên cành luôn nhưng mà nó là nho xanh nho tròn giống vậy. Nó là nho xanh nho tròn giống vậy ha. Thì cái trái nho này nó mềm hơn, nó dẻo hơn. Nó là nho xanh thì khi mà nó khô á thì nó sẽ màu cái vàng vàng xanh xanh giống vậy nè. Cái này á thì ăn nó mềm, nó dẻo, nó ngọt hơn cái nho kia tí. Nhưng mà nó cũng mềm dẻo, cũng rất là ngon. Thì cái này thì giá là 580.000 ký. Ở đây còn 3 hộp nha các chị nha. Chị nào muốn lấy này thì các chị lấy. Thì đây là cái nho chùm mà tròn. Chị lấy một thùng, lấy chị một thùng một ký hả? Dạ đúng rồi, một thùng là một ký nha chị Trần Trinh nè. Một thùng là một ký nha chị, cứ một hộp vậy là một ký đó. À, em chốt cho chị Trần Trinh một ký đúng không? Chị Trần Trinh đeo mắt kính đó. Chị Trần Trinh cho em xin số điện thoại nha chị, tại vì Trần Trinh em có nhiều khách tên Trần Trinh đó, cho nên nhắn cái avatar vậy cho bé em của em nó dễ chốt hàng. Chị Trần Trinh cho em xin số điện thoại, em chốt cho chị một ký nho ha. Nho này thì còn 3 hộp, chỉ còn 3 ký thôi. Cái nho này thì chỉ còn 3 ký thôi. Gửi chung với cái ví bao. Dạ rồi, ok chị, thank you chị. Đó. Dạ số điện thoại là 647 đuôi ha, thank you chị Trần Trinh. Thì cái này thì khoảng trong vòng một tuần mình sẽ nhận được 2 cho tới 3 ngày sau á, thì 1 cho tới 2 ngày sau thì Nhung nó sẽ gọi điện thoại, nó chốt hàng, nó xin địa chỉ rồi em làm đơn ship cho các chị nha. Chị 3 nho móng tay và 1 nho vàng. Em chốt cho chị Phạm Thúy Nga là 3 hộp nho móng tay đúng không? Với 1 hộp nho màu vàng ha. Thank you chị Phạm Thúy Nga. Nước trái cây về chưa Quyên? Nước trái cây là thứ 2 hoặc là thứ 3 là em nhận được, là ngày mai hoặc là ngày mốt, trong 2 ngày đó nha chị. Nha chị Tú Trinh ơi. Có là em nhận được là em gửi chung cái đơn, bữa chị có mua món gì luôn á là em gửi chung cho chị luôn. Đó là nho. Chị nào muốn lấy nho nữa thì các chị lấy ha. Chị một hộp nho móng tay, em chốt cho chị Mỹ Lương một hộp nho móng tay nha. Nho móng tay là 640 ký, thank you chị Mỹ Lương. Còn cái gì nữa ta? Chị Muôn Bích một hộp nho móng tay nè, lấy thêm một thùng nho nhỏ. Một thùng nho nhỏ là 580. Em chốt cho chị Trần Trinh một thùng nha. Cho chị Trần Trinh một thùng nho xanh mà nguyên cành mới lấy cho chị coi đó. Thank you chị Trần Trinh. Lấy nhiều về có giảm không em? Chị Thúy Nga lấy 4 thùng thì em bớt cho chị là 20. Em bớt cho chị 100 ngàn nha chị. Em bớt cho chị 100 ngàn nha. Tính bớt là 20 ngàn một thùng. Tại vì nho á, nho em lời ít lắm. Nho em lời ít cực kỳ luôn á. Rất rất là ít trên cái thùng nho. Tại vì một ký á, thứ nhất là giá của nó đắt tiền. Thứ hai nữa là mình mua cái hộp như vậy nó rất là đắt tiền. Thì các chị cứ coi cái hàng Úc đi, nho móng tay đi, nó không có được cái giá giống vậy đâu. Em lấy một cái giá rất là sát, rất là rẻ luôn á. Em lời rất là ít trên cái hộp nho, cho nên em chỉ bớt được như vậy thôi là sát giá. Tính bớt chỉ mỗi thùng bớt được 20 ngàn thôi, nhưng mà ráng cố gắng bớt cho chị là được 100 ngàn, chỉ được như vậy thôi. Có gửi liền giúp em cho em nhận trước thứ năm. Dạ rồi, ok chị Tú Trinh. Ngày mai, ngày mốt, ngày nào nhận được em gửi liền cho chị luôn. Thì nếu mà mong là nhận được cái thứ năm, trước thứ năm nha chị, thank you chị. Chị Ái Linh Mai một hộp nho móng tay nha, thank you chị Ái Linh Mai. Rồi chị Moon Bích một hộp nho móng tay ha, thank you chị. Tiếp là em xéo này cho các chị nè, hôm trước á, khổ ơi khổ luôn á.
cứ ghi mà lợt lợt hay là nhiều khi quên ghi là toàn là gửi nhầm cho khách không à. Nhớ là hôm trước có chị hay là chị Kiều Trần cũng rất là dễ thương. Chị Kiều Trần nhận được cái hộp này là cái hộp mặt nạ keo ong. Thì mặt nạ thì thường thường các chị thấy á, toàn là mặt nạ giấy không à. Nhưng mà đặc biệt đó, ở Úc nó sẽ có một cái hộp này, đó là cái hộp mặt nạ keo ong. Thì em mang rất nhiều cái hộp này về, tại vì em bán được cho rất là nhiều khách. Rất là nhiều khách của mình chuộng cái này mà xài rất là sướng. Nếu mà các chị chưa xài qua, các chị sử xài qua một lần sẽ nhớ mãi trong đời cái mặt nạ này luôn, đã lắm. Đó là hộp mặt nạ keo ong. Hôm trước á, em có tháo ra hộp, em like cho các chị, em mở ra cho các chị coi. Xong rồi em quên mất tiêu luôn, em lấy cái hộp đó. Em có ghi chữ test lên trên này mà bằng cái viết này nè. Nó in vô đây, con Nhung nó không thấy. Lấy gửi cho chị Kiều Trần luôn. Xong rồi chị nhận được á, là cái hộp nó thiếu một hộp. Em khi mà kiếm cái hộp đó để cho chị kia một hộp này á, chị tới á, thì không phải thím chứ, thím của em chứ. Xong rồi kiếm ông đá hộp đó mình mới biết gửi nhầm. Thì một hai ngày hôm sau là nhận được tin nhắn đó. Mình biết gửi nhầm mà không biết gửi nhầm cho ai. Thì nhận được tin nhắn đó thì mới kêu là để bữa sau em mua cho chị một hộp. Để bữa sau em gửi về cho chị hộp. Sorry chị nhiều là chị ok. Chị cũng dễ thương cực kỳ luôn. Là một người khách rất là quen. Thì cái hộp này á, nó sẽ có là 8 nó sẽ có là 8 cái chung nhỏ ở trong nha các chị nha. Nó là cái mặt nạ nếu mà các chị xài cho những ngày Tết của mình ha, dưỡng cho cái da của mình. Thì cái hộp có tháo ra gửi cho chị mất tiêu rồi, thì hôm nay em sẽ tháo cái hộp mới. Dù gì cũng phải gửi cho chị thêm một cái hộp này, thì em tháo cái hộp mới. Cái cây này là cái cây silicon để mình đóng nè. Để khi mà mình mở cái hộp này ra đó, thì mình sẽ quẹt cái mặt nạ lên trên mặt. Riêng cái mặt nạ này nó không giống là mặt nạ giấy mình đắp lên. Trong một hộp này nó có 8 chung nhỏ vậy nè. Hộp ở dưới á, nó sẽ có 5 nè. Hộp ở trên á, nó sẽ có 3. Là 8 chung nhỏ ở bên trong. Một chung như vậy mình xài được là từ 4 cho tới 5 lần trên khuôn mặt của mình. Mỗi lần xài đó thì các chị mở ra đúng không? Ở bên trong nó màu hơi hơi vàng vàng. Thì các chị sẽ kéo đều lên cho mặt của mình. Kéo đều lên trên mặt của mình. Trước khi xài cái này các chị rửa sạch sẽ mặt của mình hết. Xong sau đó các chị sẽ lấy ở trong này kéo. Còn dư lại á, đậy lại, bọc kính ráp lại, bỏ vô trong ngăn mát tủ lạnh. Các chị xài mỗi ngày cũng được. Cách ngày xài cũng được, tùy theo mình. Còn bận quá thì 2-3 ngày xài cũng được. Còn không thì các chị cứ xài mỗi ngày. Để từ giờ cho tới Tết cái da của mình nó khác hẳn. Thì các chị vừa dưỡng kem, vừa uống bên trong, vừa xài mặt nạ này, cải thiện da của mình rất là rõ rệt. Thì cái này á, không có cần phải nằm ngửa ra, ngồi coi like cũng được, rửa chén, lau nhà, quét nhà, bất cứ làm gì cũng được. Nó không có bị rớt vương vãi, nó dính trên da mặt của mình một lớp nhẹ thôi. Nhìn nó không có ghê giống như những mặt nạ khác. Nhưng nó làm từ 8 cái tinh chất rất là quý hiếm của Úc của mình. Từ cái trái mận Kakadu Plum, từ cái mật ong Manuka, từ cái keo ong. Rồi tám lại cái, nó tám lại cái tinh chất mà quý hiếm nhất, thì nó sẽ làm thành cái hộp mặt nạ này. Thì cái này lúc mới xưa nó đắt tiền, giờ em mua lần là tùng hết đơn này chứ còn nợ. Dạ rồi, ok chị Tú Trinh, có gì á hồi đơn sau em kèm vô cho chị Tú Trinh nha. Hồi đơn sau em kèm vô cho. Thì một hộp như vậy á, các chị xài được bao nhiêu lần? Một hộp này từ 4 tới 5 lần mà tới 8 hộp lần. Và các chị xài được 40-50 lần lượng là nhiều lắm chứ đâu phải ít đâu. Thì hôm nay em sale cho các chị giá là 470.000 hộp. Tính 450 thì khó quá, cho nên đó, em chỉ sale được 470 thôi. Là cái giá rẻ nhất cho hộp mặt nạ keo ong mà em có thể bán cho các chị. Đó là cái giá em mua được. Chị nào muốn lấy thì các chị lấy ha. Mình để dành mình xài. Cứ xài mỗi ngày vậy đó. Xài dễ. Thì... mình mua cái này á, nếu mà các chị xài á, ít nhất là cũng phải tầm từ 2 tháng, 3 tháng nó mới hết cho cái này. Một hộp vậy mình xài được 4 tới 5 lần. Như em với má em là xài 5 lần á, mình để vô. Còn dư lại á, thì cái hộp là tháo ra rồi, dư lại mình để vô trong ngăn mát tủ lạnh á. Thì các chị sẽ xài nè, ở trong nó là vàng vàng như vậy nè. Thì mình sẽ lấy nó ra ha, mình kéo lên trên mặt của mình giống vậy. Nè, nó không có bị vương vãi mà nó không có ghê. Nhìn nó chỉ là hơi màu vàng thôi. Nhưng khi mà các chị rửa ra, các chị đắp khoảng tầm 20 phút cho tới nửa tiếng, xong mình đi rửa lại mặt bằng nước hơi ấm ấm chẳng hạn, hoặc là nước bình thường cũng được. Thì nó cực
kỳ mềm mịn như da em bé của mình vậy đó. Như cái da của mình tưởng tượng giống như da em bé hay sao, là cái da của mình nó mịn như vậy á. Rồi nó trắng sáng da ra, nó mờ đi cái vết thâm nám tàn nhang, nó tái tạo lại cái da cho mình. Đó là cái hộp mặt nạ keo ong của Úc nha các chị nha. Này mặt nạ keo ong ha. Chị nào muốn lấy thì hôm nay em sale là 470.000 hộp. Thì các chị dưỡng cho cái da của mình từ giờ tới Tết, cho nó đẹp, nó mịn, makeup nó ăn, nó đẹp lên. Nó căng da mặt, nó trắng sáng hẳn ra, đã lắm. Đó là cái mặt nạ rất là nổi tiếng của Úc. Đó là cái hộp mặt nạ keo ong nha các chị nha. Hộp mặt nạ keo ong 470.000 hộp ha. Một hộp nó có dạy đó, cái cây này là sợi giống dạy mà nó nằm ở bên trong đây của Úc sản xuất ha. Cái Aeron là một cái thương hiệu rất là cao cấp của Úc của mình. Em chốt cho chị Thu Trần một hộp nha. Chị nào lấy nữa thì các chị nhắn giùm em chị Thu Trần một hộp nè. Rồi bây giờ phải ghi lại này, không là Nhung nó lấy lộn nữa đó. Bữa em cũng ghi vậy mà nó mắt nhắm mắt mở á. Cái nhưng mà nó không có rõ, nó không có hiện lên chữ rõ, giống như mắt nhắm mắt mở nó gửi cho chị Kiều Trần một hộp mất. Chứ thường á, lúc nào tháo ra á, quên ghi là lộn ngay là gửi cho khách ngay, còn khi nào ghi về thì nó có ở trên này. Rồi chị Phương Bùi Thị Nhật một hộp mặt nạ keo ong, thank you chị. Khi nhiều lên cho nó khỏi lộn. Chị nào lấy được thì các chị nhắn giùm em là cái này nha. Ý lộn chị chứ không phải em. À, em biết rồi. Tại vì em đọc á, em ghi là em một hộp á, là em nghĩ là chị ghi em. Chị lấy một hộp á nhưng mà thiếu chữ chị thôi. À, thank you chị Thu Trần. Cảm ơn chị nhiều. Đó. Đó là hộp mặt nạ keo ong của mình nha. Em gửi serum cho chị chưa? Chị Nhung Hùng, em gửi serum cho chị chưa? Rồi để từ từ ngày mai em coi lại đơn. Tại vì đơn nhiều quá, giống như là các chị hỏi trên line cái là em không có nhớ là gửi rồi hay gửi chưa. Để em ghi lại ở đây là đơn của chị Nhung Hùng nha. Em ghi lại đơn ở đây, ở đây là đơn chị Nhung Hùng. Rồi ngày mai á, em nói cũng nó kiểm tra lại, hoặc là em kiểm tra lại xong em nhắn cho chị ở trong tin nhắn nha chị. Nhắn cho chị trong tin nhắn. Chứ nhắc tới cái là em không có nhớ là gửi rồi hay chưa, hay là cái đơn diện gì á, em quên mất. Để em kiểm tra lại để em nhắn cho chị trong tin nhắn. Chị khỏi lấy cái ví beo nghe Quyên. Chị Phương Bùi Thị Nhật là chị lấy cái ví beo ngày hôm qua và bây giờ chị không có lấy cái ví beo đúng không? Chị Phương Bùi Thị Nhật xả cái ví beo đúng không? Rồi em xả cho chị Phương Bùi Thị Nhật cái ví beo nha. Rồi 11 giờ rồi. Chuẩn bị lên cho Lina ngủ cho nên đây là cái sản phẩm cuối cùng. À, đây là cái sản phẩm cuối cùng, xong cái này rồi em lên cho Lina ngủ. Thì hôm nay em sale rẻ cho các chị cái này nha các chị nha. Thì cái này á là cái sủi á, viên sủi vitamin á, nó giống như là Beroca vậy đó. Cái này thì là của Úc sản xuất ha. Cái này là của Úc sản xuất. Một hộp như vậy là nó có 15 viên. Trời, cái hộp này nó bị bể. Là chỉ còn 3 hộp thôi.
gửi về một một hộp nó bị bể. Còn ba hộp ở đây, đó là cái viên sủi để những ngày Tết á, thường thường mình để trong nhà hoặc là ngày bình thường mình để trong nhà. Đó là cái viên sủi bổ sung vitamin B, là vitamin B với vitamin C, bổ sung canxi, magie với lại zinc C, là cái kẽm thôi các chị ha. Thì em ký nó in vô trong cái hộp luôn. Ký có cái này nhưng mà nó in vô trong cái hộp luôn. Là lúc gửi ở Úc về á, đợt trước em ký tên lên. Thì cái hộp này nè, ở trong á, nó sẽ có 15 viên cái viên sủi C nha các chị nha. Viên sủi C bổ sung vitamin B, vitamin C, canxi, kẽm với sắt. Đó, thì khi nào mà người mình mệt á, hoặc là cái này uống mỗi ngày luôn, cứ mỗi ngày viên, buổi sáng buổi trưa, mỗi ngày viên vậy đó. Hoặc là lúc nào mà tối xong rồi mình thức khuya quá hoặc mệt quá, hoặc là đi nhậu mai mà mình đi làm mệt quá đó, thì các chị sẽ pha một ly này uống ha, làm cho người mình nó rất là khỏe, nó khỏe người cực kỳ luôn, nó bổ sung đủ vitamin C. Thì hộp này á, hôm nay em sale cho các chị còn 3 hộp thôi. Hôm nay cho em sale cho các chị là 170.000 một chai ha. Chị nào lấy 2 chai á thì giá là 300.000 cho 2 cái nha. 300.000 cho 2 cái, còn 1 cái thì 170. Thì em chỉ còn 3 cái thôi. Chị nào muốn lấy thì các chị lấy. Thì một hộp như vậy nó có 15 viên sủi, nó giống vitamin C. Rồi sữa bò non có cho chị gửi cho em chưa? Chị Linh Nguyễn ơi, cái sữa bò non đó, cái sữa bò non là tại vì chị Linh Nguyễn nhắn cho em hồi hôm bữa là hết sạch hàng á, nhưng mà gửi về của cái đợt tiếp theo rồi á, là ngày mai hoặc là ngày mốt, nhưng mà maybe á, nếu mà suôn sẻ thì là ngày mai em nhận được. Cho nên á, em nhận được em gửi liền cho chị, thì khoảng 2-3 ngày là chị Linh Nguyễn nhận được hộp sữa bò non nha chị. Rồi chị đang lấy, muốn lấy cái sủi si thì các chị lấy 170.000 một hộp ha. Thì cái viên, để mở ra cái viên ở bên trong, cái này á, thì nó bị bể ở dưới nè, nhưng mà cái viên ở bên trong nó vẫn còn ở trên. Thì em lấy cái viên ở bên trong cho các chị coi. Đó, cái viên y chang như là cái viên sủi vậy đó. Cái viên y chang. Ơ, chị Kiều Trần nè, mới vừa kể cái hộp này em gửi cho chị, cái hộp mà test thì thiếu em gỡ ra hồi rồi em gửi hàng này, em gửi chung về cho chị Kiều Trần đó. Thì cái viên sủi ra là cái viên giòn giòn giống vậy. Đó, cái này nó còn tốt hơn cả những cái khác, nó có cả vitamin B, vitamin C, kẽm này nọ luôn á. Rồi em chốt cho chị Kiều Trần một hộp sủi nha, là còn 2 hộp chị nào muốn lấy thì các chị lấy. Rẻ lắm, cái này á thì em sale nó là cái giá này là cái giá mà em không có còn lúc đầu tiên em bán á, là em nhìn lộn cái giá này cũng đắt tiền á, nhưng mà nhìn lộn giá em bán có một đợt rất là rẻ, nhưng mà cái đợt đó bán thì không có lời gì hết, tại nhìn lộn giá, nhưng mà cái này là em bán cái giá không còn lời nữa. Đó là còn 3 hộp ở đây. Hạn sử dụng của nó là năm 2021 thôi các chị ha. Hạn sử dụng của nó là tháng 4 năm 2021 nha. Đó. Rồi. Sủi này em bé uống. Cái viên sủi C này á, thì em bé là bao nhiêu? Em bé là bao nhiêu tuổi? Chị Nắng Mai, em bé là bao nhiêu tuổi? Nếu mà bé nhỏ quá thì không uống được đâu. Cái này lớn lớn tí xíu rồi uống. Hai chai đỏ trên kệ là gì vậy em? Hai chai đỏ trên kệ đó là cái... Hai chai đỏ trên kệ nó là cái sốt cà chua. Ở đây cho hai chai thôi. Em mang về mấy chai mà khách tới mua hết rồi. Một tuổi không uống được. Một tuổi chị chưa cho bé uống được cái loại sủi này đâu. Một tuổi chị phải cho bé nó bổ sung những cái này á. Thì nó có những cái thực phẩm chức năng khác dành cho bé. Kẽm ha. Rồi sắt, vitamin C, chẳng hạn những cái này nè, là chị muốn bổ sung cho bé thì chị bổ sung cho bé, nó là viên rồi mình cắt ra cho bé uống thôi. Còn cái kia là dành cho người lớn. Còn chị muốn bổ sung vitamin C, bổ sung sắt, kẽm này họ thì nó sẽ có nhiều cái loại khác cho bé khác. Nên chị Nắng Mai ơi. Đó. Còn cái này là cái sốt cà chua ha. Sốt cà chua này nó là cho kids cả người lớn luôn. Thì thường thường ở Việt Nam mình, các chị hay cho con mình ăn chip á, cái gì ạ? Khoai tây chiên thì chấm sốt cà chua, hoặc là làm pasta. Mẹ chị 80 tuổi uống được, người lớn là uống được, không sao hết á, người lớn là uống được. Thì cái này là sốt cà chua này thì giá là
280.000 một chai nha. Thì một còn hai chai nè, em bán cho các chị là 280.000 chai. Đó là cái sốt cà chua để chấm, rồi các chị làm pasta đồ này nọ đó thì lấy cái sốt cà chua này làm, nó là sốt cà chua. BB cream á, chị Lê Phương Thảo ơi, BB cream hôm nay em hết. BB cream hôm nay ở Việt Nam hôm nay đang hết rồi. Sốt cà chua thì chỉ còn hai chai thôi. Ở đây còn hai chai em mang về đó. Là cái sốt cà chua ha. Ở Việt Nam á, nhìn cái sốt tương ớt với cái sốt cà chua nó không có giống ở bên Úc, nó khác hẳn nè. Phương, à, chị Phương Bùi Thị Nhật lấy một tiếp. Rồi em chốt cho chị một tiếp viên sủi C ha. Viên sủi vitamin C nè. Thank you chị. Là còn một tiếp thôi. Rồi xong cái này thì hôm nay em offline ở đây. Maybe để coi nếu mà ngày mai mà không có làm gì thì ngày mai em live tiếp. Còn nếu mà không thì sẽ off ngày mai. Em ơi lấy chị một chai sốt cà chua đúng không? Em chốt cho chị Lư Hải hơn một chai sốt cà chua, vậy là còn một chai nè. Chị nào muốn lấy thì các chị lấy ha. Thì còn một chai. Thứ nhất á, là ở bên Úc các chị biết không? Kể một tí xíu cho nó vui để mình biết luôn về cái đất nước mà các chị hay mua đồ ha. Thì thường thường cà chua như vậy nè, ở đất nước Úc của em nó có rất là nhiều loại cà chua lớn, cà chua bi, nó có nhiều cà chua lắm. Nhưng mà riêng đặc biệt những cái sốt chấm á, thì cái này là all natural. Nó ghi như vậy là hoàn toàn tự nhiên, đặc biệt rất an toàn cho cơ thể của mình. Đúng rồi, cái này mỗi ngày uống một viên, chị pha với 200 hoặc 250ml nước, cái ly nước á, nước bình thường thôi, nước lạnh bình thường, chị bỏ cái viên vô nó sẽ sủi lên rồi uống thôi. Uống buổi sáng hoặc là buổi trưa nha chị Bùi Phương Thị Nhật nha. Còn đây nè, thì đang kể về cái này, nói riêng cái này thôi nhưng mà chung về tất cả những món khác. Em ơi có thuốc bổ tổng hợp không? Có nha chị An Bảo ơi. Thuốc bổ tổng hợp thì chị An Bảo lấy cho nam hay cho nữ? Bao nhiêu tuổi? Dưới 50 tuổi hoặc trên 50 tuổi nha chị. Hoặc cho nam cho nữ nha. Thì nó hoàn toàn là tự nhiên. Thì ở bên Úc của mình nó rất đặc biệt, nó rất là quan trọng. Một cái công ty mà về đồ ăn á, một cái hãng mà sản xuất về đồ ăn á, nó rất là sạch sẽ. Ở bên Úc nó rất là nghiêm ngặt về quán ăn hay là những cái shop đồ này nọ, council nó kiểm tra đặc biệt kỹ chứ không giống như ở Việt Nam mình đâu. Thì nó làm á, là hoàn toàn là tự nhiên hết. Nó không có hóa chất, nó không có cái chất bậy bạ này cái kia, cho nên rất an toàn cho cơ thể của mình, đặc biệt là cho bé. Đó, sốt cà chua hoặc là mayonnaise hoặc là dầu giấm hoặc là sốt BBQ đồ này nọ là mình yên tâm. Em ơi đủ hết hàng thì em gửi hết cho chị luôn nha. Dạ rồi, ok chị Lưu Hải Khân Khân. Dạ rồi, ok chị. Có gì để ít bữa nữa đủ hết hàng thì em gửi hết cho chị Lưu Hải Khân Khân một lần luôn. Thank you chị. Thì cái thì cái này nó là như vậy nha các chị. Chị An Bảo nhắn dùm em là cho nam hay cho nữ, dưới 50 tuổi hay trên 50 tuổi nha chị. Rồi, chị Mỹ Tâm nè, có số điện thoại là 443 đôi một hộp sủi đúng không? Chị một hộp sủi vậy là hết rồi. Cái hộp sủi này là chỉ còn 3 hộp thôi. Rồi, chị Mỹ Tâm một hộp nữa là hết rồi ha. Thank you chị. Rồi, hẹn gặp lại các chị. Nếu mà không có gì thì hẹn gặp lại các chị vào ngày mai. Có gì trước khi like em sẽ thông báo giờ like cho các chị canh like của mình coi ha. Cho nữ em khoảng cỡ 50 tuổi, khoảng cỡ 50 tuổi để em coi lại là không biết có gì ngày mai em nhắn tin cho chị An Bảo nha. Để em coi là có mang về không. Cái cho nữ cho nam thì bên Úc em có nhiều lắm. Nhưng mà em nhớ là hôm bữa em có mang về một vài hũ gì thôi. Mà không biết có nữ đó, khoảng 50 tuổi không? Là từ 50 tuổi trở lên á. Để chút ngày mai em kiếm lại. Rồi em gửi cho chị An Bảo em nhắn cho chị An Bảo nha. Rồi 11 giờ rồi. Em nghỉ ở đây. Chúc các chị thank you các chị đã xem live stream và ủng hộ mua hàng trên trang Facebook cá nhân của mình. Chúc các chị ngủ ngon. Hẹn gặp lại các chị vào ngày mai hoặc là ngày mốt. Em offline ha các chị ha.